Vâng, và chúng ta sẽ đến ngay với cặp trận thiếu tâm điểm trong buổi tối ngày hôm nay giữa Na'Vi cùng với Zichu. Và map thi đấu trong lượt thi đấu BO1 này nó sẽ là map thi đấu Mirage. Lại là map thi đấu Mirage, map mà vừa mới trước đây thôi. Chúng ta đã nhìn thấy đội hình của ESO hủy diệt các thành viên FaZe Clan đến mức như thế nào. Sang đến map thi đấu lần này thì đây lại là hai đối thủ mà có thể nói là cũng tương đối là duyên nợ với nhau. G2 cùng với đó là Na'Vi. Và tại map thi đấu Mirage này thì em đang nhỉnh một chút hơn cho đội hình của Na'Vi, khi mà khoảng thời gian gần đây thì cảm giác cứ mỗi một lần mà họ đặt chân đến Mirage thì họ bắn với G2 nó hơi ao chỉnh. Cũng chưa biết được điều gì, anh đang mong chờ đây xem một cặp trận thi đấu diễn ra nó cân tài cân sức, bởi vì đây cũng là một trận thi đấu mà chúng ta đã mong chờ trong cả một ngày hôm nay rồi. Chính xác. Đây dần sẽ là trận thi đấu tâm điểm giữa Na'Vi cùng với Zichu. Và thời điểm này cũng rất nhiều người đặt ra cái sự so sánh giữa vị trí của Simple cùng với đó là cả vị trí của Monicy nữa. Sato với cả Boniet. Borussi gì đó. Chúng ta thấy thời điểm hiện tại chắc chắn đó là câu chuyện đặt ra. Hãy cùng chờ đợi xem, không biết rằng là trận thi đấu này nó sẽ diễn ra như thế nào ở trong map Mirage. Và để biết được đó, chúng ta sẽ đến ngay với cả lượt trận thôi. Pistol Round, Na'Vi đối đầu với Zichu Esports. Và hiện tại những thành viên bên phía team Na'Vi sẽ có một chút những cái lợi thế nhỏ nhỏ khi được bắn PCT trước. Trong khi đó G2 họ đang tổng tấn công lên khúc đầu B rồi. Và để xem rằng cái miếng đánh bên này có hiệu quả hay không đây, khi mà các thành viên bên phía Na'Vi hiện tại thì cũng đang có đến 2. Và thậm chí tính cả Simple ở khúc shot nữa thì sẽ là 3 ơi. Vào không dễ đâu khi mà Perfecto. Ngay viên USP đầu tiên đã găm vào mồm LCB. Simple đẩy khúc underpass và cũng hạ gục ngay đến chàng Jack với một khẩu lục đổi. Lợi thế đã nghiêng về dành cho Na'Vi thời điểm này. Chúng ta thấy rằng những tiếng bắn tay to cùng với đó là chủ động đẩy đã giúp cho Na'Vi hơn về lượng người so với cả Zichu. Còn bây giờ Simple tiếp tục đẩy top mid luôn. Đã nghe tiếng nhảy đến từ Morrissey rồi. Đây rồi, câu chuyện giữa Simple và Morrissey. Trong tình huống này chúng ta không thể đoán là Simple đã ở đây. Chúng ta thấy rằng mạ gục tiếp theo gọi tên Simple. Kê lại underspot, nhìn thấy chân đối phương chắc là dễ dàng có một cái đầu đến từ vị trí Electronic. C4 đã rơi và đây sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía team Zichu ở Pistol Round này. Một cái round đấu Pistol khá là dễ dàng dành cho bên phía team Na'Vi thôi, khi mà liên tục thì những cái pha cương ở lầu B hay là đẩy underpass đều phát huy hiệu quả tối đa khi mà cái skill cá nhân của Na'Vi đang là rất tốt ở trong cái round thi đấu này. Còn đối với Nico, bây giờ thì gần như chẳng còn điều gì Nico có thể làm trong 40 giây ít ỏi còn lại. Trên tay thì là khẩu B250 thật đấy, thứ vũ khí cũng rất kiểu cho những Pistol Round, nhưng cơ hội thì rõ ràng chẳng là bao nhiêu cả khi quả C4 đang rơi ở một vị trí khá là tù. Nhặt xong cũng chưa đi đâu đến từ Nico, và bây giờ thì thậm chí lộ diện từ Nico rồi, sẽ là gọi hội về nào đến từ Na'Vi thôi. Để xem Nico làm được mấy trong pha thiếu này đây. Rất khó anh Nico. Trong tình huống này sẽ cần một người đẩy đầu B và đó sẽ là Perfecto. Nico cố gắng đẩy lên nhưng đối phương đã về được rồi và nó sẽ còn khó hơn rất nhiều. Trốn luôn nào vì không cho Nico đi cơ. Ông Nico bây giờ muốn hết chết tiền. Không được. Muốn sống cũng xin không chết, sao. Xin chết. Giết em đi. Chiếm lấy em đi. Không thì đặt bom này. Nào bây giờ thì phải làm rồi và đó là Perfect. Một lối chơi rất khó chịu đến từ nào vì thật sự nó còn khó chịu hơn cả việc mà giết vì cho Nico, nó còn hơn được như vậy. Nico không biết làm gì tình huống vừa rồi và đó là 1.500 đô, quá nhiều tiền. Cái này thời phong kiến là các vua hay bảo là tội thứ chết. Phải... Không, tội chết thì miễn được, nhưng mà tội sống khó tha. Dùng cực hình, xỉa liên tục vào người Nico đến từ bộ đôi Bumix cũng như Simple. Hai người xỉa trong tình huống vừa rồi, chúng ta thấy rằng quá khó dành cho Nico. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng đội hình bên phía team Zichu vẫn up cho mình những khẩu Deagle đến từ vị trí của Nico mà thôi. Một mình tên Nico. Còn có vẻ như tất cả player khác vẫn đang phải chơi cho mình những khẩu Glock. Và để xem rằng Nico một cái khẩu DE đối đầu với Na'Vi thì lời nguyền có quay trở lại hay không. Đó đấu này thì do cơ hội chiến thắng cũng không cao, nhưng mà nếu như có được một vài điểm mạo gục thì cũng là những cái điểm sáng cho G2 rồi, khi bên kia họ cũng đầu tư rất lớn đến 4 khẩu rifle cơ. Chỉ có một mình Perfecto là người bắn khẩu SMG. Simple vẫn đang là một cái góc bắn rất tự tin vào kỹ năng cá nhân của mình. Dù sao thì anh tặng đọc được lượng tiền đối thủ, không việc gì phải e rè cả. Kể cả đồng đội, chính xác là đối phương có giặt ra thì cũng sẽ có người ở khu vực nối là Electronic cover ngay. Đây là khẩu Glock bắn cực kỳ là yếu. Simple mất có 8 máu trên tiếng ăn đạn vừa rồi ạ. Nhấp nhả tơn nữa thì Nico là người đấm mồm Simple. Một tình huống mà Zichu để cho một player hit đạn và sau đó Nico giặt ra để có mình một mạng. Nhưng cuối cùng bây giờ thì Nico, Hunter đều nằm xuống và tiếp tục là Alexi B. Và chỉ còn lại bộ đôi Jack Z và Monicy thôi. Các thêm bên phía Na'Vi họ là muốn chơi cẩn thận, họ không mất thêm súng nữa. Còn vị trí Perfecto đã chủ động lùi về hẳn jungle, nhặt lại khẩu M4 vừa rơi ra đến từ Simple.
Không phải là điều gì đó quá to tát cả mà G2 làm được trong round thi đấu này. Thì đúng như Fuzin vừa chia sẻ rồi, với việc còn lại 4 người thì 4 khẩu rifle vẫn sẽ giữ thôi. Và thậm chí là Electronic giạt ra thấy đúng một màn xiếc ở cục mid. Và đó là hai điểm cục quá dễ dàng dành cho cái tên Papatronic. Round đấu thứ hai chỉ mất đi có một khẩu súng duy nhất là khẩu súng phun nước thôi. Một cái giá mình nghĩ rằng là hoàn toàn chấp nhận được đối với Na'Vi. Chúng ta thấy ở kết thúc Piston Round, đội hình Na'Vi họ rất giàu, có đến tận 4 khẩu M4S. Bình thường em thấy 3 khẩu M4S đã là khỏe lắm rồi, 2 khẩu MP9. Còn đây là chơi đến tận 4 khẩu M4S và 1 khẩu MP5. Và với một tình huống mà chúng ta thấy rằng Simple nằm xuống ra thiếu này, anh chàng này sẽ được cầm lại khẩu M4A4 đến từ người đàn em Beat. Còn sau đó các tên bên phía team Zichu họ cũng chủ động chiếm mid luôn thời điểm hiện tại. Hunter Keram. Còn trong khi đó thì Nico sẽ có một tiếng di chuyển trên lầu A. Một tình huống bắn cương đến từ bộ đội bom xa của bên phía Na'Vi. Và để xem được hiệu quả hay không. Còn đối với G2 thì họ cũng đang muốn chiếm hoàn toàn khúc mid. Và trong cái dàn đứng như thế này thì có khi là tổng tấn công từ A ở cả 3 đường, đó là RAM, lầu cũng như là connector thôi. Thời gian vẫn còn rất nhiều và G2 chưa hề vội vã. Họ vẫn chỉ câu kéo cái lượng bom mìn của đối phương thôi để cho những tình huống đánh về sau có thể thoải mái nhất. Chúng ta thấy rằng đang muốn tanh thẳng lên bom xa nhưng cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ, nếu mà vị trí của anh chàng Hunter mà nằm lại ở RAM, boom mid sẽ không gặp khó bởi vì không có ai ở góc thi đấu đó có thể chết kill cho Hunter cả. Và quan trọng nhất bây giờ các thành viên bên phía team Zichu họ bắn là phải họ có mạng luôn. Còn chớ một cái là gần như sẽ nằm đến từ bên phía team Zichu, bởi vì những góc vị trí như là Hunter hay Nico sẽ rất khó để chết kill. Trong khi đó họ đang đi cực kỳ đông ở khu vực connector. Thời gian cũng chỉ còn lại đâu đó là 40 giây mà thôi. Bắt đầu vào rồi, những thăm minh của Bonito cũng như là Beat ra sao đây. Beat có một, chính xác là Beat nằm xuống và Lixi B và Hunter có liên tục, đó là hai cái mồm nữa bên phía Na'Vi. Cái gun round ở Gai đang diễn ra rất suôn sẻ rồi, Lixi B được một thật đấy, nhưng bây giờ thì sẽ không ai thò mặt ra cho Lixi B bắn nữa đâu. Simple cần phải làm điều gì đó nếu như muốn lật lại được cái thế trận đang là cực kỳ khó cho Na'Vi này. Thời gian vẫn là đủ để hai người di chuyển vào và check lại một vài góc, sau đó thì sẽ là đặt thành công của mồm đến từ G2 thôi. Một pha retake 2 vs 4 quá khó khi mà Papatronic cũng nằm xuống cái tên Hunter rồi. Một mình Simple lộ vị trí ra, có được mạng Lixi B thật đấy, nhưng bây giờ thì để làm gì đây. G2 đó là cái tên Hunter lên tiếng khi vả thẳng Vinaka vào mồm Simple, đem về đáng đầu tiên dành cho G2 Esports. Chúng ta thấy không, tình huống vừa rồi đấm mồm rất nhanh chóng ở connector đấy, từ đội hình bên phía team Zichu. Beat có một tên đạn bắn có vẻ như là khá là chớ, không kết thúc đối phương. Và sau đó để cho người đi sau, đó là Lixi B headshot thành công ở trong Beat. Còn ra thiếu này thì không thể mong chờ được nữa rồi. Simple 1v4 1-2 thuộc về đội hình bên phía team Zichu. Và đây sẽ là một kỳ round rất quan trọng dành bên phía team Na'Vi, nếu không muốn để các thành viên bên phía team Zichu họ cân bằng và có thể luôn sẽ là 3-2 thì cái Zichu. Fog Buy chỉ của mình Simple là cất lại một chút tiền để ở cái gun round tiếp theo anh ta có thể tự lên ốp thôi. Nhưng thực sự khi đã fog xong rồi thì cái lượng hỏa lực vẫn đang là chênh lệch rất lớn đến từ Na'Vi so với G2 khi mà đang có đến 2 bởi vấn đề. Còn đối với G2, đọc được lượng tiền đối phương thì có vẻ như là muốn set up một bài vào A rồi. Một miếng đánh luôn luôn là hiệu quả trong round đấu kiểu như thế này. Tuy nhiên thì chắc không có quả smoke nào stay cả. Điều đó khiến cho Electronic có một góc bắn quá là thoải mái thôi. Mạng đầu tiên đến với Na'Vi cực kỳ dễ dàng. Na'Vi đẩy ngược ra để clear hoàn toàn lại khu mid đồ đây rồi. Alexi vẫn kịp thời bắt lại chiếc boom mid, nhưng góc đứng này sẽ là hơi khó khăn. Lửa nhồi lên, Alexi không thể về được. Và đó lại là một lợi thế nghiêng về dành cho đội hình bên phía team. Đó là Na'Vi. Còn bây giờ thì bắn sau lưng khó lắm, nhưng Perfecto lại có một cái double kill cơ. Monici 1v3 tiếng này, C4 trên tay. Nhưng bây giờ người bố bò ra đấm thẳng vào mồm người con Monici. Một tình huống bắn trả ơn Na'Vi trong cái đao thi đấu vừa rồi. Nhưng mà thực ra thì cũng không thể nào đòi hỏi nhiều hơn nữa, một tình huống đã là quá khó rồi. G2 vừa có gắn đầu tiên thôi thì lập tức Na'Vi có màn đáp trả ngay. Fog Buy thành công và họ sẽ upgrade hết lên từ những khẩu M4 hay là DE thành hết AK. Một round đấu đầu tư rất lãi dành cho Na'Vi, còn đối với G2 thì thôi tiêu rồi. Cái lượng tiền không hề đồng đều một chút nào cả và họ bắt buộc đó là phải eco trong round thi đấu này. Bắn sau lưng thì khó nhưng bò dại đấm được mồm đối phương luôn. Đúng là một chữ Simple. Còn bây giờ thì các thành viên bên phía team Zichu làm gì đây? Những khẩu lục như này thì họ đang muốn tiến thẳng ở bom site B, nhưng chỉ còn lại duy nhất một quả flash đến từ Alexi B thôi. Và đây sẽ là quả flash quan trọng nhất. Nhờ bom site B em nghĩ rằng một quả flash chưa thể đủ cả. Đúng vậy, sẽ cần nhiều hơn đến từ cái tên Perfecto. Trong khi đó thì G2 Esports chuẩn bị có một tình huống cá rô phi. Và để xem rằng một cái quả flash của G2 họ có thể tận dụng nó một cách tốt hay không. Beat thì sẽ là người kê thẳng lên để cho anh chàng Perfecto có khoảng không để xử lý.
Một round đấu mà đối phương chỉ là những khẩu lục như này thì khẩu MP9 của Perfecto đôi khi sẽ trở thành vũ khí tối thượng. Và đây rồi, lộ diện ra một tiếng bắn là tốt để từ Khải nhưng chưa đủ sát thương. Tiếp tục đó lao vào được Vietfeg 2 móc bay Modesi rồi và đó sẽ là một cái free kill thôi. Simple vừa bị cấu rất yêu máu và đây sẽ là đấu bên Team Navi phải cẩn thận khi Hunter tiếp tục lên tiếng và được buộc Perfecto qua quả smoke. Lợi thế về người của tên G2 và nên nhờ Simple đã yêu máu từ trước nha. Biết đâu đấy G2 có thể làm được trong round đấu Eco này. Lợi thế người đang có Modesi đấm thêm cả một Electronic nữa và đó là Hunter Eco. Anh em của Kovac đem về chiến thắng tiếp theo gọi tên di chủ một cách không tưởng. Một round thi đấu mà một quả flash duy nhất chơi với toàn player lục yếu thôi nhưng mà không hiểu sao Navi cũng không thể chặn được bước tiến các tên bên phía team di chủ vào bom say B. Chỉ là PN 10D thôi và đúng một quả flash duy nhất thì đã là đủ để G2 đem về được cho mình cái đao thắng thứ hai theo một cách cực kỳ ảo mà. Và với việc hai team đang liên tục để thua những đấu địch yếu tiền như thế này thì round tiếp theo lại lượt Navi thôi. Lần này thì Navi cơ sở cũng là rất ít khi mà họ có được ba khẩu lục to và cùng với đó là một quả smoke, còn lại hai người kia thì đó là eco trắng luôn. Thấy rằng trong tình huống như thế này, nếu mà nói về bắn Eagle thì đội hình bên phía team Navi cũng có những player bắn tay rất to và nhất là Simple. Liệu rằng nó có phải là một câu chuyện giống như các thế bên phía team Zichu họ vừa làm bom B hay không đây? Thời điểm này thì đang là solo B luôn và rất khó dành cho Perfecto nếu đối phương đánh từ shot vào. Một mình Perfecto chắc chắn là không đủ rồi. Và đây chắc chắn sẽ là tình huống đánh thẳng vào bom B đến từ đội hình bên phía team Zichu khó rồi. Bắt đầu back về dành cho vị trí Simple. Chúng ta thấy rằng vẫn đang tạm thời là không đủ để ra vì tôi nghĩ rằng bây giờ 4 bom CB mới là đủ cơ. Nhưng trong tình huống này cài được người lát đầu thì các thành viên bên phía Tichu họ lại đang hướng CB sang bom sai A đã lộ ra trong bom sai. Nhưng trong tình huống này Bumit chỉ là của BSP, Bit nằm xuống luôn. Bumit đinh đối phương thật đấy nhưng ngay lập tức Hunter Monesi đẩy vào. Dấu chấm hết rồi Navi là đây, còn đó Simple với tôi. Simple và Monesi tiếp tục là viên Eagle đến từ Simple. Nhưng chắc chắn thế là không đủ. 1v4 dành Perfecto. Không có quá nhiều điều để nói ở trong tình huống này nữa rồi. Quá khó khăn. P50 trên tay. Không giáp, không bom, không kit. Gần như là con số không tròn trĩnh để có thể retake quả bom này. Có lẽ sẽ chỉ cố gắng có thêm mạng thôi. Nhưng bây giờ khi đã lộ vị trí rồi thì có mạng cũng là điều không thể nữa được Perfecto. Hunter là người dứt điểm đi. Quý ngay hoàn hảo và đem về được cái round thắng tiếp theo dành cho G2 Esports. Em thấy là mặc dù những tình huống mà vị trí của Monesi với đội hình bên phía Zichu họ có lợi thế nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ Simple cứ đối đầu solo kill ấy thì luôn thắng. Đầu tiên là Rapid Stone, sau đó là hai tiếng đấm mặt Deagle. Vậy bây giờ chắc tỷ số là 3-0 rồi. Nó không khác gì trận thi đấu Inferno mà vị trí Smith Z mặc dù rất thọt nhưng vẫn đấm vào vồn vị trí của Simple. Nó không khác gì cả. Còn ở trong round thi đấu này thì Simple đã có ốp trên tay của đội hình bên phía Zichu. Họ đang muốn set up một bài bom sáng nhanh luôn rồi. Liệu rằng có lên A được hay không đây? Một cơn mưa bom được trả ra nhưng trong khu vực tí phao vẫn còn người và Nico cũng như đội mình phải có một tiếng lao vào check góc nha. Boom mic ở đây rất cố gắng nhưng không qua được khỏi cái tên Jack rồi. Lợi thế về người dành cho bên phía team G2 5v4. Nhưng Hunter đã lộ vị trí thì có lẽ sẽ là free kill cho Electronic thôi. Cân bằng tiếng về người và tạo tiền đề cho Navi có thể retake được cái phục bom ma trong cái round thiếu này khi mà dù sao thì quả C4 vẫn chưa được G2 đặt xuống. 4v4, C4 đặt về hướng City và bây giờ thì chúng ta thấy rằng ốp đã kê cương luôn ở connector rồi. Khá là khó để có một tiếng retake đến từ đội hình bên phía team Navi. Chúng ta thấy rằng họ còn không có kit nữa cơ. Và có lẽ chúng ta liệu rằng có một tiếng đi xếp súng luôn đến từ bên phía Navi hay không đây, nhưng quyết định đó là không. Cứu bom rồi. Bắt đầu đẩy lên, check up hoàn hảo đến từ Beat. Headshot thành công với Nico. Bây giờ thì Alexi B sẽ bắn kẹp kéo nhưng mà Monesi ở đây thì bị Beat đục chết luôn. Hai mạ gục dành cho Beat nhưng Navi họ cần nhanh hơn. Và bây giờ Beat có một cái triple kill, thời gian đã cận kề. Góc đứng của ZZ là quá đẹp và không đủ time để retake quả bom này. Chỉ là một tình huống cố gắng bắt súng đến từ bên phía team Navi thôi. Và cuối cùng thì ZZ cũng phải nằm xuống và đó là một tình huống hoàn hảo. Mạ là của Navi nhưng round thắng là của G2. Chính xác. Và ở tình huống cuối, Jack đã thi đấu cực kỳ kiên cường để có thể bảo đảm được cái chiến thắng đó dành cho G2 Esports, một round đấu cực kỳ quan trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thắng kiểu như vừa rồi thì chỉ cần thắng thêm một lần như này nữa thôi, lượng tiền của Navi thậm chí sẽ vượt trội G2 là rất nhiều. Chính xác, chúng ta thấy là tình huống thắng này cũng sẽ khiến cho thêm bên phía team là Zichu họ bị bào mòn một chút về lượng tiền. Thật sự chúng ta thấy rằng lượng tiền không phải quá nhiều đến Zichu đâu.
Na'Vi thời điểm này cài vị trí cục bit ở trong ladder, còn Simple kê cương skill luôn với cầu ốp trên cục lầu B. Lửa được nhồi vào và khiến cho các thành viên bên phía team Zichu vẫn đang một nhịp phải chậm lại, và khi đó thì Simple bắt đầu đổi góc thi đấu ốp đẹp hơn. Nhưng với tình huống buff flash thì Simple cũng đang rất thận trọng, nhưng đối phương lại đang có một tình huống kê tận hai người cương ở trên cục lầu, chủ động là một người trốn, và sau đó Simple chỉ bắn trượt viên ốp thôi, sẽ có sự cover đến từ đồng đội, đó là vị trí của Perfecto. Tuy nhiên G2 thì cũng không quá mặn mòi với khúc lầu B nữa rồi. Rách, một pha định gì độc lập. Viên ốp của Simple hình như là... không, nó chưa rồi. Trong khi đó thì Jack đã bị Perfecto đẩy vào, mặc dù chỉ có lại đó là nửa lượng máu, nhưng Perfecto vẫn có thể hạ gục cái tên Jack và đem về người cho Na'Vi. Đó là 5v4. Một tình huống có vẻ như AK xuyên tường vào mồm thì Perfecto, thế nên không thể có mạng đến Jack Z. Còn bây giờ thì ladder bắt đầu bò được vào rồi, đó chính là vị trí của AlexiB. Liệu rằng AlexiB có biết rằng Jungle còn đó là cái tên beat hay không đây? Góc đứng này, kề chéo đẹp quá. Và nếu có bất cứ một tình huống tò mò nào, tôi nghĩ rằng AlexiB mới là nạn nhân cơ. Trong khi đó thì theo tham minh beat bò ngược ra, dễ dàng có mạng Monisi và tôi xong rồi. Muốn bò vào AlexiB nhưng tạm thời bây giờ là không được. Kê mãi đối phương không chịu ra, và vừa bỏ kê ra cái thì đối phương bò ra để có mình một mạng. Mất rất nhiều thời gian đến từ đội hình bên phía team Zichu. Và giờ thì gần như là không còn cửa nữa rồi. 14 giây chưa thấy bom phải đâu thì thắng thế nào đây. Hunter quyền sinh, mạng hạ gục gọi tên Pit. Cái tên AlexiB đổ được một thật đấy. 8 giây trong bề vẫn còn người thì Nico làm sao đặt thành công của C4 này. Ô, 3 giây bắt đầu mở đất bom thì không bao giờ là kịp cả. Và kể cả AlexiB đã có mạng perfect thật đấy, nhưng chẳng để làm gì khi chiến thắng vẫn gọi tên Na'Vi. Một thằng mình khá là hề hước đến từ Nico. Chạy vào trong sai của hai lúc xong còn 3 giây thì bắt đầu bấm đặt bom. Tôi không hiểu là ở cái phiên bản cập nhật nào của CSGO thì 3 giây kịp đặt bom nữa. Thế vừa rồi nếu mà may ra được cộng thêm 1 giây hoặc 2 giây chắc chắn sẽ là thoải mái. Với một tiếng đặt bom ở khu bom CB rồi ngã AlexiB với cả Nico. Và cuối cùng thì bây giờ các thành viên bên phía team Zichu sau khi mất hết tất cả súng ở trong round thiếu trước. Còn round thiếu này họ để thua các thành viên bên Na'Vi thì ngay lập tức họ phải xuống nguyên tắt cổ time out rồi. Wow, rất hiếm khi em thấy một player uống cà phê khi đang thi đấu đúng không? Đúng. Chắc là một cốc cappuccino. Thường thì mình thấy rằng các tuyển thủ chuyên nghiệp ở bất cứ bộ môn esports nào thì họ cũng ưa dùng những cái loại nước tăng lực hơn. Chính xác, hoặc là nước lọc. Đúng. Chứ còn hiếm khi mình thấy ai ngồi uống cà phê như thế này. Có khi nó lại là trà, thế này nó nhã quá. Trận thi đấu này không cần đến nước tăng lực dành cho vị trí của Simple. 4 đều, và bây giờ thì sẽ đến với một cái key round của G2 Esports khi mà họ cũng đã up gần như là toàn bộ những lượng tiền còn lại rồi. Monezy một lần nữa có ốp nhưng để xem là có hiệu quả không đây. Khi lần gần nhất Monezy bắn ốp thì lại để cho một khẩu rifle vào mồm. Trong khi đó thì Papatronic ăn của Nate rất đau nhưng mà vẫn có thể duy trì được vị trí mình ở khu connector. Còn đối với G2 thì có vẻ như là lại một lần nữa muốn lên A từ khu ram rồi, và sẽ cài cắm hai người ở mid để có thể tạo áp lực lên, cũng như thậm chí là những tiếng sau thì tấn công vào từ connector luôn. Chiếm mid luôn luôn những gì đội hình bên phía Zichu họ làm được. Và trận thi đấu mùa này nó đang cực kỳ căng thẳng. Ở trong round thi đấu này, các team bên phía Na'Vi cùng với đó là Zichu, ta thấy rằng đây là một key round. Hai team không có quá nhiều tiền nữa đâu, và nó cực kỳ quan trọng dành cho họ. Nate lại tiếp tục trả ra, lần này thì có vẻ như Hunter là người mất máu rồi. Electronic mặc dù còn lại cho mình đó là 53 HP nhưng vẫn đang gây ra những sự khó chịu của character này. Hunter cố gắng với những nhảy check và có thể đoán ra được có vị trí của anh chàng Electronic ở đây. Và cương skill luôn. Nào, tan smoke. Và đó một tiếng Hunter đã là người bắn chuẩn xác hơn. Nhưng mà Hunter cũng chỉ còn lại từng này máu thôi. Nhưng quả flash bung ra quá hoàn hảo đến từ Monizy. Double kill dành cho Hunter. Nhưng chân lầu vẫn còn đó là vị trí của Beat. Liệu rằng Beat sẽ đổi được mấy đây? Góc đứng này Beat vẫn chưa bị check vào. Bây giờ thì Beat lộ vị trí của mình ra thôi. Xong rồi, bom xa clear hoàn toàn. Và nó gần như đóng cửa với bộ đôi Perfecto và Simple. Sẽ là round thắng dành cho bên phía team G2 thôi. Quan trọng là cục bắt súng ra sao. AlexiB không một vết xước pha xử lý của mình. Perfecto đã nằm và chỉ còn lại đó là Simple với khẩu AUG trên tay. Simple trốn góc này thì có lẽ sẽ là an toàn. Tôi không tin là bên phía G2 quay dại dột và chui qua cái lỗ ở đâu. Với một tiếng nhiều người thì vẫn có thể có người sẽ chụp qua cái lỗ này. Họ chưa an toàn, họ sẽ chưa an toàn bởi vì cái lượng tiền còn lại G2 cũng không phải là quá nhiều. Chính nên xác. Sẽ là back về một cái đường clear nhất để xếp thôi, đó là khu ram. Và tỷ số là 5-4 dành cho G2, một round thắng rất quan trọng. Không những thắng, họ còn bảo toàn được cả 5L nữa giúp cho lượng kinh tế được cải thiện khá khá bên phía T-Side. Zichu đã cẩn thận và nắn nót hơn rất nhiều rồi. Jack Z đã có những tình huống vỗ tay và đấm tay luôn với đồng đội Hunter của mình.
trong khi trận đấu này khá là căng. Đúng. Thì chúng ta thấy rằng là gương mặt các thành viên G2 mặc dù có cái đao thắng cũng khá là áp đảo nhưng họ chưa thể giãn ra một chút nào cả. Chỉ có Jack là vui vẻ nhất là vỗ mấy phát thôi. Chứ đội của anh thì vẫn đang tập trung cao độ. Và để xem rằng những cái sự tập trung đó có được đánh đổi bằng nhiều đao thắng nữa bên phía T-Side cho G2 hay không. Khi mà Na'Vi ở ngay đầu tiếp theo thì họ phải eco rồi. Chỉ có một mình đó là Simple chơi được với khẩu súng xếp từ đao thi đấu trước. Thì mình nghĩ rằng sẽ là không đủ đâu. G2 thì có vẻ họ sẽ lại về đánh một bài tổng lực lên bom xe thôi. Những bài đánh luôn luôn là hiệu quả. Ít nhất là giúp cho bên phía T-Side có thể đạt thành công quả C4. Bit vừa rồi đạp lửa còn 4 mạng HP. Nico biết rằng đối phương yếu súng chủ động bò ra và có mình cái đầu boom mid. Bây giờ thì bom xe gần như là quá khó rồi. CT không có ai, Connector thì giỏi lắm cũng chỉ còn lại vị trí của Electronic. Và đây là một khẩu pen 50 không giáp. Simple thì ở short ngay lập tức bị phế đi đến đội hình bên phía team Zichu với những quả smoke ném ra Connector và thôi xong. Bây giờ không về được luôn đến từ Electronic. Tốn khá nhiều đạn nhưng Simple đẩy ra có mình cái mạng Alexi B. Đây sẽ là một khẩu AK đem về ra cái đội hình bên phía team Na'Vi. Chứ còn round thắng chắc chắn sẽ nằm gọn trong túi của Zichu. Perfecto DE không giáp thì có lẽ vẫn sẽ cố gắng đi bắn phá súng đối phương. Chứ còn Simple hay là Bit thì cũng đã hài lòng khỏi những rifle rồi. Sau 4 sẽ là tỷ số sau round thiếu này và G2 tạm thời tạo ra được một khoảng cách dù nhỏ thôi nhưng cũng là cực kỳ quý giá khi đối thủ gọi là Na'Vi. Một đội tuyển mà thực sự là rất tuyệt vời với G2 trong lần đầu gần đây. Đây là trận thi đấu mở màn dành cho Na'Vi ở trong giải thi đấu PGL Major Unworld lần này. Thấy rằng thời điểm hiện tại thì họ đang gặp một chút khó khăn trước Zichu. Hai round thi đấu cách biệt. Một hạp rất căng thẳng. Round đấu tiếp theo thì Na'Vi đã thể áp được trở lại rồi. Và đó sẽ là thử thách lớn tiếp theo mà G2 cần phải vượt qua nếu như muốn có một lượt first half thực sự là tốt để có thể sang second half thi đấu thoải mái nhất. Có thể thấy rằng là gương mặt Nico từ nãy giờ luôn luôn là cực kỳ căng thẳng. Anh ta rất muốn có được cái chiến thắng này trước thành viên team Na'Vi. Một chiến thắng mà Nico đã từng bỏ lỡ ở kỳ Major trước. Còn quay trở lại với round đấu thì G2 một bài mới rồi, muốn phi vào khúc shot. Bit là người trần giữ ở đây, trong một diễn biến khác thì Electronic lại bắn gục được LCB. Một tình huống đang cố gắng chạy đến xoát theo đồng đội thì đã bị bắn gục mất rồi. Lợi thế về người một lần nữa đến với Na'Vi trong round thi đấu này. Một kỳ ra quan trọng của Hunter thì cũng đã lộ ra khúc ladder room. Và có lẽ Na'Vi sẽ có những tình huống di chuyển cũng như kê lại chắc chắn hơn thôi. Một tình huống muốn di chuyển shot nhanh đã bị các thành viên bên phía Na'Vi cản lại. Và Zichu bây giờ họ đang phải hold lại luôn rồi. Góc đứng của anh chàng Hunter, một góc đứng tạm thời nó không thể di chuyển bất cứ đâu cả. Shot đều đang có những tình huống kẹp. Và cần những tình huống gây động ở trên lầu B cơ thì vị trí của Hunter mới có thể bắt đầu làm càn được. Và liệu rằng ở trong bom site B các thành viên bên phía Na'Vi sẽ đột mấy đây. Vị trí này thôi xong, bắt cả thêm một người nữa về rồi. Vậy là ba bom site B shot thì tôi Hunter nằm xuống luôn. Lầu B vẫn chưa thể xuống được và đã lộ vị trí ra. Thôi xong rồi, góc đứng của Pavito là cực kỳ đẹp. Và bây giờ có đến tận 3 người đang kê bom site B và giấu cho mét. Nico chỉ đổi có một mà thôi. Monizy ra và không còn cơ hội nào nữa dành cho vị trí Monizy. G2 có crowd thắng dễ bao nhiêu thì Na'Vi cũng làm được tương tự khi mà họ chỉ mất đi có đúng một người chơi duy nhất thôi thì đã có thể bắn gục toàn bộ đội bên phía team G2 rồi. Một round đấu mà gần như là Na'Vi đã nắm trọn G2 ở trong lòng bàn tay. 5-6 cách biệt lần nữa thu hẹp xuống chỉ còn lại vỏn vẹn một round thi đấu thôi. Nhưng đối với G2 thì tạm thời tiền vẫn chưa phải vấn đề, họ vẫn up tiếp được trong round này với đủ AK, thậm chí là Monizy vẫn có ốp nữa. Lượng hỏa lực hai bên bây giờ thì đã tương đối ngang nhau rồi khi bên này thì Simple cũng đang vác ốp ra khu vực lòng mid. Và để xem chúng ta sẽ kê lại đâu đây, có phải như muốn đẩy rồi nhưng Monizy kê lại là quá đẹp, phải được bút lên. Electric nằm xuống và Simple liệu rằng có kéo ốp ra để tìm kiếm cơ đổi mạng trong đội mình hay không đây. Chuẩn bị có pha đối đầu giữa Simple và Monizy rồi và lần này người chiến thắng sẽ là Simple. Một tình huống mà mặc dù đã bị ảnh hưởng một chút bởi quả flash rồi nhưng Simple vẫn pick trúng Monizy nhưng không sủi về được khi Alexi đổi mạng là nhanh. 4-3, lợi thế về người vẫn đang đảm bảo cho G2 Esports. Nhưng bây giờ thì Bit chuẩn bị tăng mạng tới cả Hunter rồi. Một tình phản xạ quá tốt từ cái Bit vào thẳng vào mồm Hunter. Cân bằng thế về người đó là 3-3 trong round đấu này. Một tình huống chúng ta thấy rằng những tình huống di chuyển rất khó chịu dành cho Bit. Bây giờ thì lộ ra không one way nhưng ZZ vẫn có thể đấm vào mồm Bit. Lợi thế đang nghiêng về dành cho không đội tuyển nào cả khi vừa rồi ZZ kịp thời đạp vào quả lửa của đối phương. 2-2 trong bom xa còn đó là cái tên Boomish. Và đây sẽ là một quả số 4 đặt về như thế nào đây? Họ vẫn đang rất cẩn thận. Họ sợ rằng có từ móc máy đến từ đội hình bên phía Na'Vi. Nhưng bây giờ liên tục tiếng lộ tiếng ra ở CT dành cho Boomit. Còn Nico thì đã kê lại đây rồi. Góc đứng này, ôi không hiểu vì sao Boomit
lọ tiếng mà cuối cùng lại còn chui vào lỗ luôn. Có rất nhiều cách để bò về kiểm soát phần nào sai à, nhưng cái cách bò có lỗ gần như là cái lựa chọn giải pháp cuối cùng mà chúng ta có thể lựa chọn rồi, nhưng Umix lại đưa lên hàng đầu. Và giờ thì khó cho Perfecto, mặc dù quả C4 chưa đặt nhưng vấn đề sẽ chỉ thời gian thôi. Đặt thành công quả bom này rồi thì Perfecto hết, gần như không còn đường nào để đi nữa, trừ khi bây giờ G2 chủ động mắc sai lầm cơ. Đấy là có người để ra bắn nhau và bắn lỗi. Và liệu qua như vậy hay không? Câu trả lời là không rồi. Nico mới cứ tưởng ra ngó Windows, nhưng anh ý back hẳn về City chơi an toàn thì không còn cơ hội nào cho Perfecto nữa. Tỷ số sẽ là 7-5 cho G2 thôi, và họ một lần nữa đã ra cách biệt hai round đầu với Na'Vi. Chúng ta thấy rằng đây là một round thi đấu có rất nhiều điều để nói, nhất là với Simple ăn flash đến đối phương rồi, nhưng mà cái cảm quan nó vẫn là cực kỳ ảo. Đối phương đã có một run boost rồi chứ không phải là bình thường, mà Simple vẫn đoán ra được trên không trung vị trí của Morrissey ở đâu. Vậy là chết. Còn trong tình huống 2v2 này thì thôi, có lẽ là vì họ đã suy nghĩ hơi đơn giản một chút đến từ chữ Boomit. Tuy nhiên thì nên nhớ cách cũng chỉ là hai round thôi, mà chúng ta cũng xem lại cái highlight khá kinh đến từ Simple khục mid. Một tình huống mà đã kịp nhìn thấy đối phương run boost, và sau đó khi ăn flash rồi người ta vẫn tích trúng một đề gì. May mắn hơn thì cũng chỉ là một phần thôi, phải có game sen tốt nữa thì chính mới xác. Có thể flick được vào cái hướng đối phương bay như thế. Chứ còn cỡ mình Fujin hay mấy em đang ngồi tranh cãi là đội nào hơn đội nào thì khả năng cao của đấy sẽ flick lên trời, hoặc có khi là còn chặt. Có khi em với anh còn ship thẳng một khẩu hốp nữa thành cái bộ đội bên phía team Di Chu. Nếu như mà tôi xử lý pha đấy nhá, tôi sẽ bị giật mình và tôi bấm nhầm nút vứt súng ra. thế thì nó bad chip quá. Và chúng ta thấy rằng hiện tại Na'Vi đã dùng cho mình các tham ảo đầu tiên rồi. Một quyền tham ảo, và liệu có thay đổi được điều gì hay không đây? Ở trong round thi đấu này thì bên phía Na'Vi họ chỉ có được hai khẩu súng to thôi, đến từ Boomix cũng như là Electronic. Trong khi đó thì Perfecto quyết định đó là cũng up theo đồng đội của mình rồi với một khẩu MP9. Simple thì sẽ là người để tiền để những round sau không, như vậy là cũng có khẩu ôm được vứt lại cho Simple luôn. Và round đấu này tính ra thì vẫn là một cái round đấu bài khá là đầy đủ từ Na'Vi, ngoại trừ tên Perfecto thôi. Mong rằng là vị trí Perfecto có thể tỏa sáng được, mặc dù chỉ là một khẩu 1v9 thôi, nhưng từ bắn tầm gần lâu B có vẻ là đủ. Nhưng Di Chu họ tanh rất nhanh bom xe A, và bây giờ không check lại khu vực đó là Under Palace, và giúp cho Boomit vẫn có mình double kill. Và với một tuyển thủ ai thế đó là quá đủ rồi, nhưng thôi xong trời ạ. Một tiếng phát chớp flash đến từ Electric, và chỉ cần có thế thôi thì Na'Vi ngay lập tức cân bằng về người. Beat đã phải lùi đi. Và trong tình huống này thì Simple không có một góc kê ốp đẹp nữa cơ, đối phương còn nhồi thêm một quả smoke ra nữa. Và gần như sẽ là câu chuyện giành bộ đội ở City Side. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một người khi mà Beat đã phải nằm xuống cho họng súng của Mod AC. Biết rằng còn đó và chỉ có Perfecto ở đây nữa thì đội hình bên phía team Di Chu họ chủ động là kê. Không thể làm gì được cả. Nó chỉ là câu chuyện thời gian. Chắc chắn là như vậy. Một round thi đấu mà cái thành viên bên phía Na'Vi đang gặp khó rồi. Tuy nhiên Simple vẫn luôn là một cái điểm tựa tinh thần mà Na'Vi có thể dựa dẫm vào được. Còn đối với G2 thì họ cũng chỉ đang chờ đợi thôi. Thời gian vẫn còn quá nhiều để mà phải vội vã xử lý ngay trong thời điểm hiện tại. Và thậm chí họ đã còn đang để cho Nico bò trườn thoải mái nữa cơ. Đang tìm một hướng có thể hỗ trợ tốt nhất cho Hamler kẹt trong sai. Và có vẻ như hướng đi của anh ta sẽ là về phía connector thôi, nơi có thể kê ngang sang cho AlexTB cũng như là một đề xử lý một cách thoải mái hơn. Simple và trên vết đầu tiên nhưng cũng đã lắp được vị trí một người trong khu vực này khi rồi, và đó là Simple bắt được mô đề gì. Một tình huống bắn tốt đến từ Simple. Simple nhảy check thấy cả Nico luôn, nhưng trong khu vực ra vẫn còn một người, đó là AlexTB giạt ra nhưng không qua khỏi bờ vector. Một mình Nico bây giờ 1v2 là còn phải tìm cách nhận lại quả C4 thì làm thế nào đây. 13 giây vẫn đang cuống đục đeo, nhưng Simple vẫn đang sinh tồn là rất tốt. Khó quá rồi Nico ơi. Thôi xong, Nico không còn nhiều đạn nữa, và đó là một tiếng bắn 2v3 hoàn hảo dành cho Na'Vi. Mặc dù chúng ta thấy rằng các tên bên phía team Di Chu đã có một người được bết để lại khu vực phái bông, dường như đó là không đủ. Victor quá khôn khéo vẫn kê lại dành cho người đồng đội của mình. Và chúng ta thấy rằng trong tình huống này có lẽ không giải quyết đi vị trí của Victor, đó là những gì hối tiếc dành bên phía team Di Chu. Vào đấu xuất sắc đến từ bộ đội sống của Na'Vi, và cũng hoàn toàn xứng đáng với cái chiến thắng vừa rồi thôi. Một lần nữa bám đuổi tỷ số với G2. Nico cũng đã lộ rõ vẻ thất vọng sau round thi đấu vừa rồi, và lập tức sử dụng ngay cái quyền tactical timeout tiếp theo đến từ G2. Một trận thiếu BO1 và làm em cứ liên tưởng như đây trận chung kết PGL bây giờ ăn whoop rồi ấy. Chính xác. Nó quá căng. Đây mới chỉ là BO1, và chúng ta thấy rằng đến cái vòng New Legend rồi, trận thi đấu nào cũng hấp dẫn thôi, bất kể là BO1 hay là BO3.
cách biệt liên tục bị rút ngắn, và từ nãy đến giờ thì chưa bao giờ có một cái con số gọi là an toàn cho G2 hay là Na'Vi cả. Quá căng thẳng. Ngay đầu tiếp theo thôi thì G2 quyết định họ sẽ phải là Eco rồi, khi mà ngoại trừ Modeji cũng như Lexi Visa thì ba người còn lại đều rất yếu tiền. Đây là điều hấp dẫn chúng ta muốn thấy ở trong kỳ Major, đó là tất cả đội tuyển đều có cho mình cơ hội. Và thời điểm hiện tại, Jisoo dẫn trước đối phương là một round thiếu thật đấy, nhẹ nhìn mà xem họ làm gì có súng trong round thiếu này đâu. Glock là những khẩu súng chủ yếu ở trong round thiếu này đến từ đội hình bên phía Jisoo. Trong lần trước thì họ đánh vào bom CV, họ còn có cho mình một quả flash cơ, nhưng lần này thì thôi, không còn cái gì cả, chỉ có súng mà thôi. Thì có thể đi qua đấy không đây? Lần này chưa kể là các thành viên bên phía team Na'Vi, những góc kê là cực kỳ đẹp rồi, chỉ cần lộ ra thôi là sẽ nằm. Modeji là người lộ đầu tiên, cố gắng muốn đi first pick với khẩu Deagle trên tay nhưng không được rồi. Beat đã có tình huống bắn tay to hơn, và với góc đứng này chắc chắn sẽ là tình huống được bắn trước luôn đến từ tiệt Perfecto. Một round thi đấu vốn đã khó, nay lại càng khó hơn dành cho bên phía team G2. Thua thiệt về mặt quân số, thua thiệt về mặt hỏa lực. Thời gian thì còn nhiều thật đấy, nhưng mà lối đi nào đây khi mà thậm chí Na'Vi, vị trí Perfecto đang chọn một góc kê là cực kỳ khó chịu nữa. Góc này thì gần như chẳng có khẩu góc nào thể khai phá vào được cả. Còn Beat thì vẫn đang tự tin với skill cá nhân của mình với một tình huống kê trực diện. Và để xem nào, người đi đầu đã bỏ qua được rồi, nhưng đang là ngồi. Nhìn thấy đằng sau thì sao? Nhìn thấy rồi anh ạ, nhìn thấy chỏm đầu nhưng không bắn được thôi. Sẽ để lại cho người khác. Và đây rồi, thôi xong, Beat vẫn có một cái double kill. Và đây sẽ một tình huống tàn sát đến từ bộ hình bên phía team Na'Vi ở bom site B. Hết đạn nhưng có Simple hỗ trợ dành cho vị trí của Beat. Beat bây giờ thì rất dễ dàng rồi, với đó double kill dành cho Simple cả vị trí của Beat nữa. Một round thì không thể chống trả được với những cái hỏa lực như vừa rồi đến từ đội hình bên phía team Jisoo. 7 đều. Cái first half nó căng như dây đàn đầy, thực sự thì cũng chưa biết ai sẽ giành thắng sau cùng nữa. Còn trong cái luồng stream cùng giờ thì lại đang là một cái diễn biến nó đối ngược hoàn toàn, khi Big ít nhất là đang vùi dập thành viên Imperial sau 5 round thi đấu đầu tiên, họ thắng cả 5 round luôn. Chúng ta thấy rằng Imperial chơi theo kiểu đó là kinh nghiệm, nhờ Big chơi kiểu kinh nghiệm, tay lại còn to nữa cơ, thế là khó. Upgrade lên. Ừ, nó một bản upgrade tuyệt vời hơn đến từ đội hình bên phía team Big. Còn quay trở lại câu chuyện này thì vừa rồi vị trí Simple may mắn tay là còn sống sót được với 17 HP còn lại. Nhưng với một player bắn ốp như Simple có lẽ 17 HP nó cũng không quá quan trọng. Đúng vậy, trừ khi bị những cái quả bom tác động cơ, chứ còn nếu bắn nhau thì 17 chứ một máu nó cũng vậy đến từ tên Simple. Trong khi đó thì cái tên G2 họ sẽ có được chiếm mid cùng nhau thôi. Một quả flash nhưng không phải để giặt ra ngay, có lẽ cái nhịp tiếp theo thì mới là nhịp lao ra đến từ bên phía team G2. Đợi Hunter tới đã, chiếm mid từ cả hai đầu, top mid cũng như là underpass sẽ là hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng nên nhớ Simple đang kê trực diện underpass nha. Ở Hunter nếu không cẩn thận thì hoàn toàn có thể phải hy sinh trong pha thi đấu này. Nhưng G2 vẫn đang đợi thôi. Có vẻ như lại một đầu họ đang muốn đánh rất chậm trước thành viên bên phía team Na'Vi. Và lần gần đây nhất đánh chậm thì nó đã là một cái kết quả không mấy khả quan cho G2 rồi. Còn cẩn thận búp thêm một quả flash nữa bây giờ. Một quả flash búp ra mid đồ. Nhưng đây rồi, một thùng kéo up Monix có mạng Electronic. Lợi thế đã có, nhưng khẩu súng của Hunter đã lộ ra cái nòng của mình. Ngay lập tức có một quả lửa được nhồi vào, và Simple ít nhất biết rằng có người underpass thì sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Mặc dù đang có lợi thế nhất định, nhưng G2 ơi, mình cảm giác như họ phải nhanh hơn. 30 giây vẫn chưa quyết định phi vào đâu cả, và bây giờ thì sẽ là vào A đến từ bên phía team G2. Simple không bị phế bởi quả smoke này. Beat cũng lúc đó vào mùng cái tên Hunter, và lợi thế về người đã mất dành cho G2. Boom, mít còn hạ gục Rico nữa. Người Biter đã nằm. Thì bây giờ các thành viên bên phía team G2 có vào được B không đây? Jack cùng đồng đội mình đã lộ tiếng trên lầu rồi. Lập tức hai người trong B sẽ kê trở lại. Những đó là phản tốt đến từ Jack và thằng bồn bé Beat. Lợi thế về người bất ngờ đảo chiều, và nó lại đi luôn khi mà Boom mít lại gục được bồn đấy gì. 3v2, Jack đang bò rồi và đã thấy người backside. Đó là Perfecto phải nằm xuống. 2v2 rồi quên lại mở ra được ngay, khi thậm chí Jack tách vào bất kỳ cô luôn các bạn của Simple. Một pha bắn qua chiến đến từ cái tên Jack thì, và giờ thì Boom mít 1v2 ừ. Một map thi đấu không phải có phong độ cao của Bumix đâu, thì liệu rằng có làm được gì hay không đây? Góc kê đến từ đội hình bên phía Na'Vi nó rất đẹp rồi, nhưng đó một tình huống AK M4S. Đinh rồi. Đinh rồi. Yếu rồi, nhưng cái quan trọng nhất, trời đất ạ, nó không phải là một khẩu AK dành cho Bumix. Và first half, chưa bao giờ tôi thấy một lượt first half nó căng thẳng đến như vậy ở trong kỳ Major lần này. Có lẽ chúng ta đã quen với câu chuyện ở trong vòng thi đấu New Challenger, với những câu chuyện đó là lệch trình hoàn toàn. Thế nên là vả một con đường dài luôn ở first half. Nhưng không, đúng là vào đến những top tier 1 cái câu chuyện khác hoàn toàn. Và đó chẳng đâu xa, kể cả ngay trận thiếu trước rồi. Đúng. Cũng chính là ở cái map thiếu này. Đúng. Và thậm chí ở trên chuyên trang TV họ đánh giá đấy còn trận 5 sao cơ. Còn đây chỉ là trận 3 sao thôi. Thì cái diễn biến nó còn một chiều và nó còn nhanh chóng hơn. Trong khi trận đấu 3 sao này thì nó đang cực kỳ là căng thẳng. Và nếu như bây giờ Na'Vi có Pistol Down này thì mọi thứ lại chạy quay trở về vạch xuất phát.
Có lẽ trận thi đấu này được đánh giá là 3 sao bởi vì họ nghĩ rằng đội hình bên phía Team Zichu yếu hơn so với Na'Vi. Bởi vì bây giờ G2 vị trí của họ đang quá thấp trên bảng xếp hạng rồi. Ở trên HGV thì G2 bây giờ không còn ở trong top 4 dẫn đầu nữa, mà họ ở top 9 thì phải, hay top 6 gì đấy nếu mình nhớ không nhầm. Còn đối với cả bên phía Na'Vi thì sao? Ra đấu này thì họ quyết định đó là cùng nhau di chuyển underpass rồi. Đang muốn thông ngược ra mid đến từ Na'Vi ư? Hay họ sẽ bách ngược về lầu B và lại làm một bài chạy thẳng ở trong bom xe B đây. Xứng đáng là 5 sao Ryu đến từ Na'Vi và Zichu. Sở mốc ném ra che đến khu cửa sổ, bây giờ sẽ tìm buff flash luôn. Một người qua được và người thứ hai không qua được. Alexi bắn cực kỳ tiết kiệm đạn, nhưng mà sau đó thì Perfecto và Electronic cũng có một cái double kill. Nico ở đây cũng là hai cái mặt bắn tay cực kỳ to đến từ Nico. 6 HP nhưng vẫn quẩy được thành Nico tiếng này. Biết được rằng chiếc mid ở đâu rồi, muốn bắn chéo nhưng không được. Monizy nằm xuống và sẽ là khó cho Zichu. Tôi xong, Nico đã làm rất tốt rồi và chỉ còn lại một mình tên Zach Z mà thôi. Nhưng bên phía team Na'Vi họ quá khôn khéo, họ di chuyển thẳng với shot và sau đó sẽ lên collector và bom xe. Jack bây giờ ngó ra không thấy trong sai cả thì có vẻ như đã hiểu vấn đề, nhưng câu chuyện đã là muộn mất rồi. Jack ơi, quả C4 đang được đặt ở jungle, có người và Jack không nên bỏ qua cái lỗ này một tí nữa cả. Đúng rồi, bò về CT thì cơ hội sẽ mở ra dù nó là thấp, nhưng ít nhất niềm tin của anh thì đó là trên người có kit, thì nếu như có thể bắn tốt thì hoàn toàn vẫn có thể gỡ kịp cái quả C4 này. Còn lại 20 giây dành cho Jack Z. Và thời gian đang gần như hối thúc Jack Z, và chưa kể đã đang có một tính móc luôn đến từ Boom Mid. Thôi xong, đây sẽ giấu cho biết Jack Z, cùng với đó Zichu ở trong round the Piston. Hai người kề, mỗi người một đường, G lại còn nhấp nhá thế này. Thì cơ hội nào đây? Thôi xong, lại còn một viên G lóc vào mồm đến từ vị trí của bé Mid nữa cơ. Rất khổ đến từ vị trí của Jack trong tiếng xử lý vừa rồi, nhưng một lần nữa cũng phải khen đó là khả năng đọc tình huống của Boom Mid nữa. Khả năng di chuyển là tốt đến từ IGL của Na'Vi. Và chúng ta sẽ cùng xem lại một trận đấu Piston rất căng. Nhưng căng trong game 1 thì căng ở mặt trận truyền thông 10 khi mà fan hai đội tuyển thay nhau gáy. Bên này vừa có một mạng phát gáy được một câu, bên kia lại đổi hai, lại gáy lại được hai câu, xong lại đổi thêm mạng nữa lại gáy. Nó kiểu là không biết đâu mới là sự thực dành cho cả Na'Vi cùng với cả Zichu, bởi vì câu chuyện nó quá căng thẳng ở trong round Piston vừa rồi. Nhưng ở trong round thứ này câu chuyện nó sẽ nghiêng một chút dành cho Na'Vi khi mà vừa rồi Boom Mid dễ dàng hạ cũng Nico. Một tướng chủ động ra mid đồ với một quả one way, nhưng đó là không đủ, chỉ là không đi goal thôi. Đối đầu với AK là không thể. Round đấu này thì mặc dù G2 đã fork rồi, nhưng cái tỷ lệ chiến thắng của họ cũng không mấy khả quan đâu, khi mà Nico, một trong những ngôi sao sáng nhất G2, đã đi trong vòng một nốt nhạc. Còn đối với Na'Vi thì có mạng họ lại chờ đợi thôi, vẫn đây rồi. Chờ đợi và thời tự tới, Electronic dễ dàng có mạng của Jack trong một cái timing là tuyệt vời đến từ vị trí của anh chàng này. Còn đối với G2, họ đã mất đi đôi người rồi nhưng chưa đợi đã bất cứ được gì cả. Lượng thông tin là mù mịt và cái lượng hỏa lực thì vốn đã là yếu hơn nữa. Thì lối đi nào cho G2 đây? 5v3, mỗi người một ngả dành cho bên phía team Zichu. Bom xe thì đang chủ động lùi về rất sâu ở CT. Họ đang muốn bắt bài luôn ở bom xe B chăng? Còn lại duy nhất vị trí Monizy thôi. Monizy trên tay làm khẩu scout. Tôi nghĩ rằng không có quá nhiều cơ hội đâu. Và nếu bom xe thủng luôn thì sẽ là chủ động đi xếp luôn đến từ bộ 3 bên phía team Zichu. Hết rồi. Lựa chọn duy nhất thôi là xếp. Bây giờ mà cố gắng chơi cối ngó vào A thì không khác gì là nộp mạng cả. Ít ra xếp thì round sau vẫn còn một tí xíu cơ hội dành cho G2. Với những khẩu scout hay là DE cũng như là cả những cái giáp 1 nữa. Chứ còn bây giờ lao vào round sau bắn USB thì chắc chắn sẽ là free win dành cho Na'Vi rồi. Và tỷ số là 9-8 dành cho Na'Vi ở sau round thiếu này. Họ đã vượt lên dẫn trước được sau rất nhiều những round đấu phải bám đuổi tỷ số với G2 trong lượt thiếu first half. Một khẩu súng Gatling Gun thôi, em thấy độ giàu đến từ chứ Simple được donate rồi. Gatling Gun Eco nhưng có stat chắc. Factory New không nhưng một tỷ vết. Cái đấy nó không quan trọng lắm. Optic Gaming anh ạ. Optic Gold Gaming à? Luôn. Có, à đâu không phải. Optic là chỉ có gold nhỉ? Đây là cái foil thôi thì phải, cái màn mà chiếu lên mặt trời thì nó chói chói ấy. Nói chung là nó cũng là một sticker thời điểm hiện tại là không thể thấy được nữa rồi. Xưa nay hiếm. Và thật sự nó cũng chỉ hợp với những khẩu súng nào chủ đạo là màu xanh. Màu xanh. Optic Gaming. Optic Gaming là của Forsaken. Hình như là khẩu Echo này không có FN. Em không nghĩ em mình thì thế. Mình cắt bản là mình cũng không có đủ điều kiện tài chính để sở hữu những vật phẩm này ấy. Để xem nó có thế nào hay không. Cho nên mình cứ nghĩ là không vết xước thì nó rơi tầm đấy thôi. Chắc nhảy thì mờ đáp. Và quay trở lại với trận đấu thôi. Bỏ qua câu chuyện về giá trị tài sản ra một bên đi thì đó là cái thành viên bên phía team G2. Một pha trao đổi chiêu thức thôi. Nico bị câu thời điểm đầu thì Boom Mid gọi là Boom Mid ngay. Simple tanh lên nhưng không ngờ rằng Hunter đứng ngay bên cạnh và đó là một bạo ngục dành cho Hunter.
lợi thế về người đến với G2 rồi, và liệu rằng họ tận dụng được thì có thể đo thắng hay không đây. Nhưng vừa nói về lợi thế xong thì mất ngay trong tay của Hunter khi mà Electronic vả mồm anh chàng này. Một góc bắn chỏm đầu có lợi hơn đến Hunter, nhưng mà Electronic cũng là một player bắn tay cực kỳ to, không thể chết kill được, khá đáng tiếc, và đã cân bằng về người luôn. Và khi mà Na'Vi đã cân bằng về người, chắc chắn Zichu sẽ là người yếu hơn, bởi vì lượng hỏa lực này nó sẽ rất khó khăn dành cho đội hình bên phía team Zichu. Một round đấu mà thời gian vẫn còn là thoải mái cho Na'Vi thôi, nhưng quyết định của họ sẽ là gì đây? AlexCB lựa chọn một góc tay to hay sẽ trốn dưới Under Palace, và có vẻ như sẽ là chơi trốn rồi. Nhưng không, lại bò. AlexCB đang liên tục suy nghĩ về vị trí đứng của mình. Còn đối với Na'Vi thì có vẻ như họ sẽ lên A thật thôi. 48 giây và có vẻ như là nhìn lộ thấy chân, cẳng lộ chân, chân rồi. Nhìn thấy cẳng chân AlexCB đến từ Beat và Tâm liên tục đặt vào rồi. Xong AlexCB ơi, cần người ra hỗ trợ. Nhưng người hỗ trợ lại còn đi xuống trước cờ. Nico đã ngửa và giờ thì hỏa lửa này sẽ tố giác vị trí của AlexCB ra. Chạy đi anh ơi. Mà không có nhiều phạm vi chuyển AlexCB nữa rồi. Liên tiếp là những pha đục vào đến từ Na'Vi, và có lẽ vấn đề chỉ thời gian thôi trước AlexCB sơ tái vào đây rồi. Người có mạng là Beat. Một pha không những đục mà còn là vào mồm luôn cho cẩn thận. Dấu chấm hết dành ở bên phía team Zichu. Làm thế nào đây, 4 vét thai, sờ cao thì chắc chắn Zoom cũng đã lộ vị trí của mình ra ở đây. Và không thể pick được người đến từ Monicy. ZZ Eagle Connector chủ động rủ người con của mình đi trốn rồi. Hai bố đường ZZ và Monicy. Sugar Monicy. Sugar ZZ đây cả. À Sugar ZZ đâu, đâu. Sách là bố mà. Không, cái từ Sugar ấy dùng được cho cả Daddy, dùng được cho cả Baby đúng không? Thì em đang bảo bố đường rách thôi thì anh chẳng phải bảo là Sugar Modeji. Cũng đúng. Thì đó, trong lúc mà bố đường đã đi thì Modeji vẫn đang cố gắng xoay sở sinh tồn với khẩu scout giáp 1 thôi. Và tỷ số đó là 18 dành cho Na'Vi. Họ vẫn đang đi một đường thẳng ở bên phía T-side Master Mirage này khi mà chưa để cho G2 nhích được lên thêm con số nào cả. Tính vừa rồi cũng khá tiếc dành cho rách. Không thể làm gì hơn, chỉ làm khẩu Deagle thôi. Và có vẻ như Na'Vi họ đang khá phất ở lượt thi đấu second half này. Liên tục ở những round thắng dành cho mình. Cách biệt đã được tạo ra đến từ Na'Vi rồi. Nhưng quan trọng là round tiếp theo này cơ, khi mà G2 họ full bar được đầy đủ. Và quan trọng nhất là có khẩu ốp cho Modeji. Thì để xem Na'Vi còn chơi hiệu quả được phía T-side hay không. Một tình huống chiếm mid cơ bản Na'Vi thôi. Flash và smoke được búp ra là rất đều. Và úp mid đang tanh thẳng lên hook shot. Bạn yêu được Modeji rồi, rất may mắn thì Modeji mới toàn mạng trong pha thi đấu đó. Nhưng bây giờ Nico đáp trả, Nico đã có mạng bùm mic thành công. Và lợi thế về người là dành cho G2 cơ chứ không phải là Na'Vi. Đang bò vào trong quả smoke này nhưng cùng lúc đó AlexCB vả mồm Electronic rồi. 5 vết 3 rất nhiều cội cho G2 nhưng Nico không biết rằng có người đang bò vào bên cạnh không. Xong cả Nico vẫn kịp bắt được Simple. Và lợi thế thì vẫn đang còn được nguyên giữ lại bên phía team G2. Rất quái đến từ vị trí của Nico. Bây giờ thì họ biết rằng bom ở trong connector và họ biết luôn cả người trong connector đó là vị trí của Beat nữa. Perfecto là rất chưa lộ mà thôi. Nhưng góc kế ốp này tôi không nghĩ rằng Perfecto có thể làm nên điều gì trên lầu A đâu. Có lửa và thôi xong. Beat back vào ngay tức ZZ phải nằm xuống. Nhưng Beat cũng chỉ còn lại 10 HP. Flash bung ra là rất trắng. Nhưng không thể kết thúc đi khẩu ốp trong tay Morrissey. Nhưng bây giờ với quả lửa, Morrissey không thể đổi vị trí đứng của mình. 2v2 rồi. Và lượng đạn ở đây Hunter vẫn có thể đủ để kết thúc vị trí Beat. C4 đang rơi. Góc kề cực kỳ khó dành cho Perfecto để có thể clutch 1v2. Thôi xong, Perfecto đã bị lộ ra rồi. Cố gắng đẩy ra bắt người jungle. Nhưng lần cũng là rất nhanh đến từ cái tên Hunter thôi. Thời gian vẫn còn nhưng Perfecto phải xử lý thật do tỉnh táo khi ở đây AlexCB đợi sẵn và không còn cội nào dành cho vị trí của Perfecto. Gun round đầu tiên và lập tức G2 đem về cái chiến thắng dành cho mình. Rất khó đến từ đội hình bên phía team Na'Vi trong tình huống vừa rồi. Một tình huống quẩy connector thôi, Nico làm hết. Quả lửa vừa rồi nó cũng ủng hộ Nico cơ. Nói không chạy lên góc Nico đứng một chút nào, mặc dù sau lưng Nico đã một quả smoke che đi đến rồi bên phía Na'Vi rồi. Tôi thấy chỉ cần có thế thôi, Nico vẫn có một cái double kill. Bây giờ thì đây sẽ một round thi đấu kỳ round tiếp theo. 19. Liệu rằng có cân bằng tỷ số hay không đây? Lửa top mid luôn. Và ngay lập tức boom mid phải dập nó đi. Nhưng đối phương cẩn thận nhồi thêm một quả nết nữa và quả nết đó là đầu. Boom mid còn lại mình đó là 65 HP. Một round thi đấu vẫn chưa được định hình thì mặc dù Boomix mất máu thật đấy nhưng cũng không phải là lượng sát thương quá lớn đâu. Và Boomix thì vẫn có thể hỗ trợ được đội mấy những quả bom trên người mình được. Trong khi đó thì bên phía Na'Vi họ đã hoàn toàn chiếm được khu vực mid. Để xem rằng họ sẽ triển khai bài đánh vào đâu đây. Quả C4 cũng đang trên người đi mid luôn. Và trong những cái đội hình như thế này thì có vẻ như là muốn khoét thẳng vào connector rồi. Khi mà đang cài người khu vực RAM đó là cái tên Electronic.
Nico đứng sau trái Smoke và sau đó Smoke tan đi, Beat đã vào góc đứng bên trái. Nico không biết rằng đoán ra chưa đây. Có vẻ như không lộ ra bất cứ một cái gì cả, nhưng vẫn là một góc ghế trước cực kỳ đẹp Nico. Một lối chơi giàu kinh nghiệm, bởi vì Nico cũng là một trong người rất hay đẩy đến đội hình bên phía Zichu, biết rằng đối phương có thể đứng đầu. Còn bây giờ thì Hunter cover người em mình ở khu jungle là quá tuyệt vời rồi. Hai mạ gục dành bên phía team Zichu. Thời điểm này Na'Vi cố gắng di chuyển vào trong bom xe B khi đang bò trườn đến từ vị trí Boomit. Alexei không check lại shot. Và liệu rằng đây có phải là cái giá phải trả đến với Zichu hay không? Boomit đang nghe được rất nhiều thông tin và dễ dàng có bạn Alexei thôi. Người ở cửa chợ nên nhớ rằng đó là Hunter với chỉ một vẹn tam máu thì có lẽ nên là chậm lại đến từ Hunter thôi. Simple kéo ốp ra và bây giờ thì sẽ là C4 thành công đến từ bên phía team Na'Vi. Một pha retake 4v3 có lợi thế về người dành cho G2 nhưng cũng không phải là quá nhiều đâu khi đã đề cập rồi. Hunter đang là một thương binh hạng nặng, chỉ một viên thôi là nằm. Bây giờ sẽ retake 3 chợ và một shot đến đội hình bên phía team Zichu. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Còn cho mình đó là một quả flash duy nhất đến từ Nico. Bây giờ sẽ lúc bò trượt ra, người đi đầu thôi xong bắn xuyên đôi luôn. Simple có một cái double kill. Còn bây giờ ZZ 14 HP làm thế nào đây? 1v3 là không thể ZZ. Trời ơi. Một viên ốp rất tai hại dành cho G2 khi bò đó bắn chết người đằng trước lại còn cấu cực yếu máu người đằng sau nữa. Quá khổ dành cho G2, họ để thua mất một kill nào quan trọng và bây giờ thì cái lượng tiền lại chuẩn bị chạm đáy nỗi đau rồi. Tình huống vừa rồi có lẽ vì chỉ có AlexiB vẫn nghĩ rằng là Hunter có thể đứng về để kê cho mình khúc shot. Nhưng mà trước đó thì Hunter đã yếu máu rồi nên chủ động là lùi về luôn. AlexiB bỗng dưng thành người solo B. Và khi đó thì góc bò trượt cũng biết là quá đẹp, còn bây giờ thôi xong. Trước khi tình huống này spam rất nhạy cảm đến từ vị trí của Boomit. Và đó là cái đầu của Nico. Nét trả vào là quá đau khi Monesi không có giáp trên người. Một round đấu mà có lẽ chúng ta đã đều nhìn nhận thấy kết quả rồi. Đẩy tiếp rồi Jack khả năng cao sẽ nằm rồi, bởi vì tôi đợi sẵn là rất đẹp. Nhưng may mắn thì Jack cũng rất nhanh chân là sủi về ngay và chưa mất một máu nào đến từ Jack cả. Những ở mid thì Modesi tiếp tục gọi thăm với Boomix thôi. Liên tục là những pha cấu rỉa ở Boomix và tạo sức ép hụt mid. Bây giờ thêm quả lửa này thì có vẻ như sẽ là để vào connector. Trong connector có Jack và đó là pha bắn đề rất tin tay Jack, nhưng Jack không biết rằng đây có đến hai người đợi sẵn cơ. Và Beat là người làm tốt trong pha xử lý này, nhưng ta bình đẩy ra là hợp lý lên Hunter rồi, Beat bị vả mồm và tiếng đi chuẩn bị cân bằng người. Đó là 3v3 và thậm chí là gai của đã lên được, đó là những khẩu Gali như AK rồi. Tình huống Smoke khu vực này vẫn giúp cho vị trí có thể spam được Monesi. Chúng ta thấy rằng 9 HP còn lại thôi. Còn bây giờ hãy cùng xem nào. Monesi spam qua Smoke vào mồm Perfecto. Và chưa kể là AlexiB đang là người móc máy trên khu lava. Cơ hội những gì chú đang có và thôi xong rồi. Cứ đặt bom với chúng tôi này và Simple cũng ra đi luôn sau tiếng đặt bom vừa rồi. Ngày hôm nay đang có cái chuyện quá quỷ xảy ra vậy, không phải G2 mà đó là Na'Vi. Liên tục có cái round đấu thua Eco ở trong cả hai lượt half. First half có một phát thì second half cũng phải có một phát tương tự. Không có giáp đến từ tất cả player bên phía team Zichu tiếng này. Zichu biết rằng số phận của mình như thế nào, vẫn cố gắng đặt vào C4. Tôi không thể làm gì tiếng vừa rồi nữa. Và Na'Vi họ quyết định tactical timeout lần thứ 2. Trong khi đó thì cặp trận thi đấu ở lồn stream B nó quá lệch trình giữa Imperial và Big. 11-1 dành cho Big rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có lẽ cũng phần nào hiểu được cái diễn biến đó thôi. Khi mà đánh giá về mặt chất lượng đội hình thì các thành viên của Big nhìn gần hẳn. Nếu như ngược dòng thời gian về khoảng 4 năm trước, có lẽ đây sẽ là một kèo đấu ngược lại. Tôi nói thẳng luôn, đó là Big đúng tuổi. Và chứ còn tất cả các player khác, như tất cả player khác của giải PGL Major Unwrapped này cũng sẽ là tuổi luôn, với cả một đội hình đến từ Brazil. Thời điểm 4-5 năm về trước thì Brazil nó là một cái thế lực nào đó quá mạnh đi. Không phải ngẫu nhiên 2 năm liên tiếp họ vô địch Major đâu. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì Na'Vi, với việc để thua đấu Eco thì cái hệ lụy kéo theo thường xuyên sẽ là việc phải Eco ngay đấu này thôi. Bây giờ thì họ chỉ có đó là DE cũng như là cả B50 nữa, nhưng hơn như không ai có giáp cả. Lượng bò mình cũng rất khiêm tốn. Bây giờ thì cũng chỉ lại một quả smoke duy nhất trên người Boomix. Làm sao mà đi bê được với chỉ một quả smoke đây, ít nhất phải có một quả flash. Nhưng họ không có đổi quả flash đó thì thôi, vấn đề có lẽ chỉ thời gian thôi trước khi mà người họ sơi tái những cái điểm mạo gục này. Một con nét trả dạng rất chính xác nữa. Perfecto cũng khá rén rồi, không ở lại khu lầu bê nữa. Họ muốn quay dần về khu vực underpass và muốn ra mid luôn.
Tham Minh ném nét tiếp theo, phải lùi về dành cho chị Beat. Smoke được trả ra để tạo góc one way dành cho chị Hunter ở đây rồi. Hunway dễ dàng có cho mình một mạng đến Hunter, tiếp tục Monesi kéo ốp ra thì bây giờ Beat đã nằm. Tiếp tục là Hunter thôi, rất dễ dàng, đối phương làm gì có thể chống chọi được với những khẩu lục không gian thế này đây. Hết rồi. Và rồi Timbo, một tình huống lộ chỏm đầu ra, Monesi lập tức khai thác ngay. 600.000 USD nó phải có gì đó khác bọt. Hiệu số bây giờ đang là 1-4 dành cho Monesi anh ạ. Cũng vẫn khá là chênh lệch. Nhưng chúng ta thấy rằng thời điểm này mới là 11 đều. Và chưa kể là trận thi đấu nếu mà cứ tiếp tục cái diễn biến này, em nghĩ rằng còn có thể có cho mình loạt thi đấu overtime. Quá hấp dẫn đi. Và bây giờ thì chúng ta đã đến với round thứ 23 rồi. Navi thì đang rất nhanh chóng vào vị trí ném bài à. Sẽ là đầy đủ những quả smoke che đi vị trí trọng yếu thôi. Và người suýt biter thì đó là vị trí của bé Beat ở trên khu vực lầu B, nhưng cũng đã bỏ xuống underpass rồi. Sẽ thông ra mid và vào từ connect. Trong khi đó thì G2 hiện tại họ chỉ có một người đang kê trong A thôi, hai người còn lại đang hỗ trợ khu mid. Nhưng bây giờ thì thấy tình huống ném bài rồi, có lẽ theo thời điểm của Nico cũng như là một gì quay về hỗ trợ vị trí của Jack. Chứ nếu một mình Jack thì thực sự sẽ là hơi khó. Vẫn có lửa nhồi ra ở Ram để câu thêm thời gian với những quả smoke đến từ đội hình bên phía Navi. Beat là người duy nhất di chuyển ở connector thời điểm này. Và timing của Beat đã tốt hơn. Nico vừa rồi ném đổ lộ vẫn kịp thời quay lại và headshot được chiếc Beat. Nhưng tiếc thay, Beat vẫn còn đó là 9 HP. Một khẩu một red không thể kết thúc Beat được, nhưng ngay lập tức sau đó thì đó là mạ gục tiếp theo gọi tên Modesi. Thôi xong rồi, nét của Alexby kết thúc thành công chiếc Beat với lượng máu quá thấp. Simple với Electronic sẽ là 2v4. Và chúng ta thấy rằng Smoke bắt đầu tan đi. Navi có quá nhiều bất lợi ở trong round thi đấu như thế này. Thua được bây giờ khó hơn thắng cơ, nhưng từ từ nha. Papatronic bò vào rất khéo léo vào mồm Jack, nhưng ở City còn người. Electronic có kê lại, nhưng Hunter là người bắn tốt hơn. Bây giờ thì Simple đổi được một quả C4 này vẫn chưa dám đặt từ Simple. Sẽ phải trả thêm Smoke ra để lấy phạm di chuyển ư? Vẫn đang nhảy check thôi, rất bình tĩnh như Simple, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Hàng tỷ động tác được tạo ra đến từ Simple. Và Simple check ra thấy đối phương rồi. Ui, một tiếng flick no scope đến từ Simple. Cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Chỉ đúng một nhịp. Đúng vậy. Mà Simple có thể flick trúng lại CB luôn. Nhưng quan trọng là người thứ hai đâu thì Simple vẫn chưa biết. Và đó là cái tên Modesi cuối cùng cũng chấm dứt cái sự điên rồ này lại. Mặc dù mặt mũi đội hình Bizu họ đang rất vui, nhưng mà chắc chắn tiêu vừa rồi họ phải nín thở để thở oxy. Đó là 1v1. Nhưng với góc đứng đó thì khẩu ốp trong tay Modesi hoàn toàn thì đục vào đầu đối phương được. Nhưng mà Simple vẫn đem đến cho ta một cái cảm giác nào đó. Nó không dễ dàng như Zichu. Modesi thì cũng không phải là dạng vừa. Chính xác. Khi mà người anh Galicity vừa nằm xuống thôi thì cũng phán đoán ra ngay vị trí mà Simple đang ngồi đặt bom. Và một lần nữa, Navi bị đẩy vào thế yếu tiền. Một round đấu gần như là eco rồi thì có lẽ vẫn sẽ là khó. Tính vừa rồi người ta hay nói vui ở server MM đó là hack vs hack. Và đây là online luôn. Bật hack lên để counter thôi. Rách xét đấm mồm Perfecto. Lại mà tiếp tục có lợi thế mà bây giờ thì thôi có lẽ sẽ rất khó khăn rồi. Đó là 1v5 dành cho Simple. Họ không thể làm gì được với tình huống bắn tay to hơn đến rồi về phía Zichu và kể cả với cái lượng hỏa lực nữa cơ. Monesi có một cái double kill và dần dần. Cái hiệu số bây giờ đã là 3-4 rồi. Chuẩn bị cân bằng giữa những tình huống solo kill của Monesi và Simple. Và nếu như muốn làm điều gì đó đến từ Navi thì nên làm ngay rồi này đi. Mà đây là một cái key round gần như quyết định số phận của họ trong cái lượt theo second half này rồi. Mất round này thì G2 sẽ có cơ hội chạm tay vào cái series boy của mình. Và lúc đó thì sẽ liên tục là 4 max boy dành cho G2. Navi khởi đầu second half rất tốt, nhưng mà đến bây giờ thì họ mới đang lại người gặp khó. Đó cũng gì tôi định nói. Những lượt thi đấu Piston, round tiếp theo của Navi họ tận dụng tốt. Nhưng đến những round thi đấu mà Zichu họ full buy thì Navi lại không thể cản bước được Zichu. Và thời điểm này thì gần như nó sẽ là một trong round thi đấu cơ hội cuối cùng dành cho Navi rồi. Thua round thi đấu này, Zichu chắc chắn tôi nghĩ rằng sẽ có cho mình cái tỷ suất cao để chạm đến cho mình cái match boy. 4 cái match boy cũng là khá nhiều, nhưng với Zichu liệu rằng 4 match boy có an toàn không anh Huy? Một fan của Zichu, chúng ta biết rồi. Ta đã từng thấy G2 làm được rất nhiều điều còn khủng khiếp hơn thế này. Có lẽ chưa chạm 16 thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra trước thành viên G2 đâu. Perfecto đang cố gắng lên ram nhưng ăn liên tục những cái turn nết vào người thì cũng đã bắt được máu khá khá. Những Nico ở mid đẩy ra và lập tức hạ gục cây bé Beat rồi.
Lợi thế về người đã tới nhưng nó cũng đi luôn. Chỉ mà Bumix ở trên lầu có đến hai mạng cờ. Hunter kịp thời đổi mạng rồi mà không những đổi một mà đổi đến hai đến từ vị trí của Hunter. Lợi thế hơn người đến và đi nhưng cuối cùng thì nó vẫn về tay cái tên G2 thôi. Mạng gục tiếp theo dành cho cái tên Hunter và đó đã là triple kill rồi. Liệu có phải là quad kill hay không đây khi mà Sipo cũng đang ở rất gần Hunter, cách nhau chỉ có đúng một quả smoke thôi. Hunter nghe thấy một người chạy từ ram ra nữa cơ và sau đó một quả flash bay tới là hết. Lại là Sipo phải clutch một vết 3. Nhưng lần này tôi không nghĩ rằng Sipo có thể làm được đâu. Vẫn còn những tình huống Hunter đang cố gắng để nhặt lại những đồ rơi ra từ đối phương này. Thêm một lửa và thêm một flash nữa. Và bây giờ khi một quả smoke tan đi thì Hunter sẽ nhồi ra một quả lửa ở đây. Chưa cần smoke tan đi thì đã nhồi ra lửa rồi thôi, xong Sipo lộ. Sipo đứng trong quả smoke này thì đó chỉ là vấn đề thời gian dành cho Sipo. Vẫn đang rất nỗ lực đến từ Sipo để tạo ra một điều gì đó. Nhưng thôi xong ăn quả flash này vào giữa mồm thì thôi. Hôn cái hôn luôn đến từ Jack. Hôn luôn dành cho Jack. Cái bàn tay này xứng đã được nâng niu. Một bàn tay mà đã gần như là quét sạch đội của Đào Vi ở trong cái đao thi đấu vừa rồi. Khó rồi Đào Vi ơi, như mình đã đề cập, đây là một cái key round rất quan trọng và họ để mất nó một cách cực kỳ đáng tiếc. Một sự thể hiện gọi là rất người Pháp đến từ vị trí của Jack Z. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rất quý hồng đến Jack Z. Và giờ chúng ta thấy rằng đội hình bên phía tên Na'Vi chắc chắn phải làm tất cả những gì họ có thể làm ở trong round thứ này rồi. Và trong khi đó thì những cái round thi đấu quan trọng thì Jisoo họ cực kỳ là chủ động. Họ đẩy lầu luôn. Nhưng đây là một góc thi đấu kê trước và ngay lập tức Pervito có mà Hunter. Nhưng trước đó thì Nico spam con smoke, Bumit đã phải nằm. Vẫn là một thế cân bằng về người. Còn chưa kể đội hình bên phía team Jisoo lại đang có một chút sự nhỉnh hơn. Lượng bom mìn đến Na'Vi cũng chỉ còn lại một quả flash duy nhất mà thôi. Đánh đầu với quả flash đây, thậm chí cái góc đứng đường Nico tôi cảm giác là sắp sửa có mạng này. Vâng, có mạng thật nhưng là mạng cho bên phía bên kia. Cờ Electronic là người nhảy lên và gục ngay đi vị trí của Nico. Lợi thế về người cuối cùng đã có như Na'Vi rồi sau rất nhiều nỗ lực của họ ở trong round thi đấu này. Nhưng Monezy đang kéo OP để hỗ trợ ở khu bom xe A. Nhưng Na'Vi thì chưa chắc đã là vào A đâu. Họ vẫn đang chia người rộng ra thôi, thôi. Thời gian còn là rất nhiều nhưng chui qua lỗ này không biết bao nhiêu lần rồi. Ở trong map này cứ ai chui qua cái lỗ đấy là nằm. Khi mà anh em có thể hiểu nhá, đó là jungle đã mất rồi mà chui qua lỗ ở trong jungle nữa thì không khác nào tự sát cả. Nhưng Jack Z vẫn kịp thời đổi được một mạng. Đây sẽ là 2v3 và ít nhất chúng ta thấy rằng vị trí Jack Z cũng đã chỉ còn cho mình đó là một mình ở đây mà thôi. Thì thực ra có làm gì không đây, mà chỉ cần câu chuyện đó tham mình rất khó Jack Z và hết rồi. Alex TV trong tình huống này chỉ đi xếp mà thôi. Và đó là 12-14 dành cho Na'Vi. Cá nhân mình nha, mình có một cái linh tính. Mách bảo tỷ số trận đấu này nó sẽ rơi vào tầm 16-14. Em đang định nói điều đấy. Dành cho không phải G2. Có thể là điều đấy có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy lượng tiền vẫn còn rất nhiều đấy Jisoo. Đúng là tiền còn rất nhiều. Nhưng với Na'Vi bây giờ thì round đầu cũng là round phải up rồi. Tôi tin rằng họ không muốn nhả cái match boy cho G2 đâu nên round nào họ cũng sẽ up thôi. Cho nên đôi khi tiền bạc cũng không phải là vấn đề bởi vì G2 chúng ta thấy rồi, họ từng thua 5 khẩu súng to, thua 1 khẩu DE thì tiền bạc chưa giờ là vấn đề với G2 cả. Ôi nhưng mà Ninja defuse được không đây? Biết rằng có người ở ram, thời gian đều trôi qua nhưng mà vẫn có tiếng trách lại thôi khi mà Lexi lộ tiếng từ khúc trên lầu A. Muốn Ninja defuse nhưng không được rồi. Round thi đấu thứ 12 đã có dành cho bên phía của Na'Vi. Một cái nỗ lực đến từ G2 trong tình huống xử lý cuối khi mà lượng tiền họ cho phép làm điều đấy. Nhưng Na'Vi mặc dù đang bị dẫn nhưng họ vẫn đủ sự tỉnh táo để kế lại đến từ cái tên Simple. Và đây cũng đã là lần tham ao thứ 3 đến từ G2 rồi. Họ đang rất muốn tận dụng những cơ hội ít ỏi còn lại. Và để xem rằng quyền tham ao này có phát huy tác dụng hay không. Hay đây chỉ là một quyền tham ao để tắt thông báo của Vietcombank. Em nghĩ rằng nó là một quyền tham ao rất cần thiết dành cho đội hình bên phía team Jisoo. Bởi vì đây là một trong round thi đấu mà kiểu như là nếu mà Jisoo họ không thắng được Na'Vi thì không thể dập tắt được các thế bên Na'Vi với cái niềm hy vọng comeback và chiến thắng tỷ số đó 16-14. Giờ thì cái lượt tham ao đã hết hiệu lực rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu thôi. Round thiếu thứ 27 của Na'Vi. Họ sẽ lại là tình huống đánh cơ bản nhất ở bên phía T-side thôi. Có những người kia ra và những người còn lại sẽ ra mid quay. Một pha first pick không thành công Simple mặc dù có spawn là đẹp khi mà quỹ đạo di chuyển của Jack là rất khó lường. Cũng giạt rất nhanh nữa, bây giờ chủ động đó là cương luôn đến từ Modisi và Jack Z ở Gram rồi. Simple cũng đang phải gọi người, đó chính là Perfecto. Check lại cẩn thận và
tạm thời ít nhất đó là Jisoo đã có cho mình cái lượng thông tin, cùng với đó là bom xạ cũng đang có tình huống có lợi thế hơn so với cả đối phương. Một tình huống mà Beat đang cố gắng là người đi biter ở khúc mid thôi. Trong khi đó thì hầu hết các thành viên Na'Vi vẫn đang hầu xung quanh phục bom xe à. Nhưng G2 thì đang bắn cương ở Ram cơ. Và như thế này thì Jack liệu rằng có đẩy ra hay không đây? Câu trả lời là có. Và suýt chút nữa đã lắp một kill gọi tên cái vị trí của Jack rồi. May mắn thì Perfecto vẫn kịp dứt điểm thì Jack trước khi câu chuyện đi quá xa. Và Nico vừa bỏ lỡ mất cái tình huống bò chân của Beat. Và tôi xong rồi. Liệu đây phải tình huống mà phải trả giá thế thì Nico lại không đây. Boom mới còn vào một Hunter nữa. Alexi phải đổi được bạn này, nếu không sẽ là thảm họa cho G2. Đây là một tình huống có lẽ sẽ là trả giá chăng? Beat bắt đầu bò vào trong bom CB thời điểm này C4 cũng đang cầm trên cục lầu. Và chỉ cần vị trí của Beat check hết tất cả góc tôi, nó sẽ là cực kỳ khó khăn. Và 99% là chết, 99% là chết rồi. Chu tam và đó là vả mồm đến từ Beat. Nico may mắn còn kéo theo được Electronic, chứ nếu không thì cơ hội detect gần như là con số 0 tròn trinh. Bây giờ thì quả C4 đã được đặt và G2 họ back về, nhưng mà để làm gì đây? Một round đấu chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng mà rất tai hại đến từ bên phía team G2 Esports. Có AK, có kit, có cả smoke nữa. Và bây giờ sẽ tung retake luôn cho bộ đôi bên phía team Jisoo. Vẫn phải rất cẩn thận thôi, check hàng tỷ góc đến từ Monizy. Nico thì đang chờ đợi người đàn em của mình ở market. Bắt đầu bò vào những góc kề của Popso, đó là quá đẹp và thôi. Hết sếp, rồi, sếp. Sếp là điều chắc chắn Monizy phải làm. Và đó là một tình huống Monizy vẫn kịp thời bắt lại chính Perfecto trên cung lầu B. Nhưng còn đó là Beat thì cũng không thể làm gì được nữa rồi. Chúng ta thấy rằng đó sẽ là 13-14. Rác thiếu sau vẫn có thể full buy đến từ đội hình bên phía team Jisoo. Một khoảnh khắc thôi, chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Duyên mình lỡ song ca bởi Beat và Nico. Và thôi xong rồi. Cái viễn cảnh mà Na'Vi comeback thậm chí là lật ngược thế cờ đang dần hiện hữu hơn. Nhưng cơ hội cho G2 thì chưa phải là hết khi cái lượng tiền với việc mà Modesty xếp được ốp thì vẫn là đủ để G2 có thể áp được ngay trong round thi đấu này. Ui, 11-1 và đang comeback đến Imperial. 11-1 được comeback được thì 14-10 đã là gì? À 14-11 đã là cái gì? Không là cái gì cả và có thể đến chúng ta đoạt thi đấu overtime. Và bây giờ chúng ta thấy rằng trong thi đấu này không dám cương nữa đến từ đội bên phía team Jisoo, họ phải cẩn thận rất nhiều. Sờ mốc trả ra cực kỳ sớm đến từ bộ đội bên phía team Jisoo rồi, cả Ram cả trên lầu A. Và sau đó sẽ tụng chám vào ở khu vực đó là Connector cùng đó Jungle. Bom B thì đang solo đến từ vị trí của Monizy với khẩu ốp. Và góc kề này với khẩu ốp thì nó là tuyệt vời. 4A là lựa chọn hợp lý đến từ bên phía team Jisoo. Nhưng Na'Vi thì cũng chưa hề vội vã. Ý đồ của họ thì chúng ta vẫn chưa phán đoán được khi mà có C4 thì vẫn đang cất ở nhà cơ. Và giờ thì hai người đang bò đó là Beat cũng như là vị trí của Bumix sẽ định làm gì đây? Một chút áp lực lên khu vực lầu B, nhưng với việc Monizy đang kề trực diện khẩu ốp này thì cũng không quan tâm lắm. Bắn chân là lùi về thôi, nhưng ở trên lầu A thì khác. Simple bắt được Jack rồi, một tiếng mà Jack định tò mò. Khi mà đã bị đối phương trả ra một cái quả lửa thì lập tức là phải nằm xuống luôn. Giá nhưng mà tình huống Jack chơi an toàn hơn, thế có lửa chạy. Jack đợi cũng lâu anh ạ, cũng phải đợi đấy tầm 50 giây rồi. Còn đúng tham minh đấy là dưới 1 phút rồi, Jack đã muốn đẩy để đem về cái lợi thế cho cái đội hình bên Jisoo nhưng không được. Và quan trọng bây giờ Nico đang giữ lại connector và đội hình Na'Vi chắc chắn sẽ lên bom xa ở khoảng thời gian này. Và kể cả vị trí của Beat cũng đang dần dần quay về rồi. Liệu rằng AlexB một mình có là đủ hay không? Đứng lửa luôn đến đội hình bên phía team Na'Vi. Họ không còn tâm nữa, họ cần bom xa thời điểm hiện tại. 20 giây dành cho bên phía Na'Vi thôi. AlexB cần phải làm điều gì đó nhưng không được phép làm khi mà Beat và Bumix bắn là tốt quá. Và lại là câu chuyện xếp súng đến từ một đề gì cũng như là người chú Hunter của mình. Tỷ số chắc chắn là 14 đều. Và có thể và sẽ là 15-14 luôn. Còn nếu mà có thể đến với loạt thi đấu vào tham hay không thì chúng ta phải chờ đợi. Lượng tiền đang hết đến từ AlexiB, Jack Z và Nico. Lot bonus cộng vào bây giờ thì có lẽ Hunter và Morrissey có thể drop được súng. Nhưng mà Na'Vi đang không muốn cho được có thể xảy ra. Họ đang muốn đi chắc bắt chắn súng. Họ biết là sau liên tục những ra đấu thua thì lượng tiền CT cực kỳ khó để mà ổn định được. Nên bây giờ mà mất đốt hai khẩu súng này thì Maxboy sẽ nhổ Na'Vi. Morrissey có một tiếng làm sao mà sủi kịp đây. Hunter bây giờ tôi thề chỉ đổi được có một thôi. Một mạng đến từ Hunter và sau đó là hai đến từ Hunter. Đây rồi, xếp up thành công và cơ hội vẫn còn từ Jisoo Esports. Đau tim thật sự thì vừa rồi. Và tôi thấy một tình huống mà lắc tâm ra khu vực underpass tôi đến từ Morrissey, tôi biết là nằm rồi. Làm sao để fix kịp khi mà đối phương có đó là ba người và double pick nữa.
Nhưng không sao cả, vẫn còn đó Hunter, nếu giữ lại hy vọng Di Chu vẫn có ốp dành cho Modisi. Vẫn một, có ốp. Một cái ốp xếp bằng tất cả tinh thần và tính mạng, thì liệu rằng Modisi có phụ công người đàn anh của mình hay không? Đây, quyền tham áo cuối cùng đến từ G2 rồi. Và trong lúc chờ đợi G2 tham áo này thì xin phép được giới thiệu. Mình không phải là fan Navi, mình là người bạn G2. Mình đã sống, mình đã khóc, mình đã cười cùng họ quá lâu để hiểu cái sắp sửa xảy ra rồi. Lúc nãy mình bảo 16-14 thì anh em bảo mình đùa, nhưng bây giờ hãy nhìn mà xem. 15-14 và đó là 16-14. Và mình với anh Huy cũng đã gắn bó với Di Chu rất lâu rồi. Kể cả mình và anh Huy cũng là những người được nhìn thấy Di Chu họ gục ngã ở trong map thiếu núc, map thiếu cuối cùng mà Navi với cả G2 họ diễn ra ở trong PGL Major Stockholm. Và bây giờ thì anh cùng xem nào. Đây là khoảnh khắc của sự thật. Matchboy đang chờ đợi các thành viên bên Navi. Cùng với đó là cả G2 nữa. Và G2 với những tình huống tính toán thì họ vẫn có thể full buy được. Mặc dù là khẩu súng hơi yếu một chút đến từ Alexmi, một khẩu M19. ZZ thì đó là pha mát thôi. Modesi liệu rằng có thể làm tốt với khẩu ốp chân tay hay không? Đây, từ vũ khí giá trị nhất của G2 trong round thiếu này. Boom mic đối đầu Modesi gần như vấn đề chỉ là câu chuyện tham minh. Và có vẻ bố Mick cũng thừa sự khôn ngoan để không giạt ra một góc hớ hình như vậy rồi, nếu như không có đủ info hay là sự hỗ trợ của đồng đội. Trong khi đó thì vừa khen bố Mick xong, bố Mick nằm luôn. Vừa khen là khôn ngoan, thông minh, tất cả mọi thứ dành cho bố Mick, nhưng cuối cùng thì không, vẫn là giạt ra mặc kệ anh Huy có nói gì. Và bây giờ đó là lợi thế hơn người nghiêng về dành cho đội hình bên phía Di Chu, còn có thêm một quả smoke rất sâu lầu bề. Và chắc chắn thời điểm hiện tại tạm thời đang là an toàn dành cho bộ đôi bom sai B rồi. Đội hình bên phía nào vì họ đang hầu cực kỳ lâu ở Ram, và nhất là chị Electronic kê lại từ đối phương đẩy. Nhưng trong tình huống này thì Hunter là người bắn cặp Ram với cả vị trí của anh chàng ZZ. ZZ không còn kê cương cục lầu A nữa, đã chuyển thế đến từ đội hình bên phía team Di Chu. Và liệu rằng với một tình huống như thế thì có thể đem về cho mình mã cục hay không? Đây, Hunter sẽ là kịp lờ khi đây là tình huống của Navi trông rất giống bốn nhảy lầu A. Và Hunter sẽ là người đầu tiên tiếp xúc với Navi khi mà tình huống nhảy lầu A xảy ra. Trong khi đó ở mid thì Nico cũng như là vị trí của mid sao đây. Nhưng Hunter nằm rồi không sao cả, Zack và Nico vẫn còn đó. Simple được bằng Zack kịp thời, được tiêu vệ là 2v3. Perfecto yếu quá rồi và Simple gần như sẽ phải làm hết trong cái tình huống này. Đục rất khó chịu, bây giờ thì khẩu ốp có mình cái mạng Nico, tình huống đưa về đó là 2v2. Modisi sẽ là key player thôi, Modisi đưa tình huống về đó là 2v1. Chỉ còn lại một mình tên Simple thôi, không có quá nhiều góc đứng ra Simple. Simple bắt đầu lùi về khu vực đó là Ram, cố gắng để đưa về một tình huống clutch đến từ Simple. Nhưng đây là một quả bom đặt không hề đẹp một chút nào cả. Và chưa kể là Di Chu họ có cho mình flash, họ có cho mình cả kit nữa. Simple đưa về đó là 1v1. Và bây giờ thì Modesi bắt đầu giạt ra và tôi không được. Đó là Simple, đó là Simple. Đẳng cấp là quá xa. Một tình huống clutch hoàn hảo đến từ Di Chu Simple. Những lời đàm tiếu về câu chuyện tình yêu của Simple thời điểm gần đây, chúng ta đã có những dấu hỏi. Chính xác. Về phong độ của Simple, và đây là câu trả lời thỏa đáng nhất. Vẫn nói gì đi fan G2? Nói gì đi fan G2 ơi? Anh là fan của đội nào đấy? Thì tôi vẫn đang nói đây. Và đó một tình huống thật sự là quá mãn nhãn đấy là Simple. Khi mà Simple lùi về thôi, với góc kê đó tôi nghĩ rằng câu chuyện đó chấm hết. Nhưng mà không, Simple vẫn là Simple. Một cái match boy duy nhất. Còn bây giờ thì với quả spawn away này thì nó là một lợi thế dành cho đội hình Di Chu. Thời điểm này boom mid còn lại mình 25 HP và phải cố gắng sinh tồn khu top mid. Nhưng đối phương có nét nhồi ra, boom mid ra đi. Tiếp tục là lợi thế hơn người từ rất sớm dành cho đội hình bên phía team Di Chu thời điểm hiện tại. Và chúng ta có thể đến với loạt thế overtime. Không thể. Kìa. Bên phía Navi họ đang bắn cực kỳ là vào tay, đặc biệt đó là Simple. Nên nhớ round trước cũng kịch bản này. Boom mid nằm đúng xuống. Nhưng chỉ là để chuyển thành vai trò phù hộ thôi. Và khi anh ta ở trên thiên đàng nhìn xuống thì giúp cho Navi bắn tự tin hơn rất nhiều. À, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Lên thiên đàng. Bây giờ tôi mong rằng đội hình bên phía team Di Chu và Navi sẽ cống hiến cho ta những cái giây phút cuối cùng hoàn hảo nhất ở trong lượt trận thi đấu này. Nico không còn là những tình huống cương skill ở cùng mid đồ nữa. Đối phương cũng đã smoke lại rồi, nhưng đây là một tình huống bên phía team Navi. Họ đang muốn đánh về bom sai B. Bom sai B đang có đó là bộ đôi Hunter và Alexi B. Hãy cùng chờ đợi xem. Trong bom sai thì Alexi B có cho mình một khẩu M19 và Hunter cũng là một điều tương tự. Những thứ vũ khí không phải là quá mạnh, nhưng Navi đang muốn xoay bài về B cơ, nơi mà hiện tại chỉ có mình Alexi B thôi.
Hunter back về nhưng nhựa đây cần đứng trước rồi. 19 có đuổi không đến, Nico lên tiếng. Electric nằm xuống rồi. Alex B hỏi thăm liên tục và chỉ còn lại đó là 19 máu nhưng vẫn có thể làm được một. Beat đổi được mạng, Perfecto thiêu được tên Alex B khi mà Alex B tự gã vào quả lửa đó. Nhưng bây giờ thì Modigy đã có mặt kịp thời, sắt đào được Bebit rồi. Một vết mạng Zippo nhưng lần này là không rất nhiều khi quả sửa trước đặt. Làm thế nào đây không thể làm được gì cả và đó là 15 đều dành cho G2. Tôi đã nói rồi mà, đây sẽ một trận đấu có thể có loạt thi đấu ra mà tôi chưa bao giờ sai. Với những nhận định như vậy, Simple đã làm rất tốt. Nhưng xin lỗi tiếng vừa rồi, kẹp chéo dưới lầu còn có cả lửa thì chỉ có duy nhất một con đường đi qua thôi, đó là một tiếng nhảy cửa sổ. Và nhảy cửa sổ với hai khẩu MP9 chịu, vẫn kịp thay đổi được mạng. Và chỉ cần có vậy dành cái đội hình với G2 và chúng ta có loạt thi đấu overtime đầu tiên. Trận đấu quá ư là khó đoán rồi. Đến thời điểm hiện tại thì tôi không chắc là đội tuyển nào sẽ là người giành chiến thắng sau cùng nữa. Mình thì vẫn chỉ mong là Na'Vi thôi. Đặc biệt là Boomix, một người mà mặc dù nãy giờ chỉ số phát không quá cao nhưng mà tầm ảnh hưởng của anh ta là rất lớn. Nhưng mà rất lớn đó là dành cho dành cho G2. G2. Đó là dành cho G2. Hai tiểu quốc gia mid liên tiếp vị trí Boomix đều phải nằm xuống và lần này thì có là như thế hay không đây? Vẫn là già của top mid nhưng vị trí này thì tích thôi xong rồi, em nghĩ rằng cũng bắt đầu cùng một kịch bản. Nét tới và không chết đến từ Boomix, rất may mắn. Nhưng quả nét tiếp theo thì nó là không. Hai quả nét kết thúc thành công Boomix rồi. Zach chết headshot thêm cả vị trí của Electronic nữa. Bây giờ nòng súng của Simple lộ ra và đó là mà cũng tiếp theo của tên Alex Simi. Round thi đấu đầu tiên của loạt thi đấu overtime thứ nhất đã nghiêng về dành cho đội hình bên phía team G2. Rất khó khăn với một tình huống 2v5. Tập thể fan hâm mộ G2 gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến in-game leader của Na'Vi. Cảm ơn Boomix, 3 round như 1. 3 round thông rồi, một kịch bản. Và giờ thì biết làm gì đây? Trời bỏ à. Ra, bỏ ra nhưng mà làm sao biết được rằng Nico đang ngồi đợi sẵn ở đây từ chiều. Và đó là pha vào mồm rất dễ dàng Nico rồi. 5v1 rồi, Perfecto. Bây giờ cứ làm được một thôi, tôi go một tiếng. Nào, tôi đố làm được mạng nào nào. Kế ốp trực diện như thế này cơ mà thì đó là mồ đề gì? 16-15. Chúng ta đang thấy rằng các thành viên bên phía Team G2 họ bắt đầu quay trở lại rồi nhờ vào công của Boomix. Rất cảm ơn Boomix, một tiếng tri ân đến từ Boomix trong quả trận thiếu này. 16-12 và trong khi đó, bên kia từ 11-1. 14-6, 14-6 là những gì em nhìn thấy. Và bây giờ đó là 15-11 có thể cũng sẽ có overtime dành cho Imperial ngay thi đấu của những lượt thi overtime. Ôi. Một lượt trở lại, quay trở lại với trận đấu thì hiện tại các thành viên của Na'Vi họ đang tập trung rất đông người ở khu vực lầu B rồi. Nhưng liệu có phải là đánh lầu B không đây? Chắc chắn sẽ là không đâu. Những kỳ ra quan trọng này thì chả ai dại dột tìm mà phi cả. Bây giờ đội hình BG2 họ đang muốn đẩy cả mid luôn. Nico cẩn thận lửa lại khu vực underpass, sau đó vẫn tiếp tục là kề khu top mid. Và bây giờ sau khoảng tham minh quả lửa hết đi thì đội hình bên phía team Na'Vi rất cẩn thận ra nhưng mà thôi không được rồi. Không có flash hỗ trợ thì làm sao có thể 1v2 với Nico. Boomix ra mid vẫn là một câu chuyện quen thuộc thôi, không có mạng nào dành Boomix cả. Và cân bằng về người đến từ đội hình BG2, nhưng bây giờ Simple flick chết đi ZZ. Một lợi thế nghiêng về cho Na'Vi ngay sau đó. Và chúng ta thấy rằng các thế bên phía team G2 họ chủ động là bỏ bao xa luôn. Họ quyết định đó là cương ở khu middle cùng với đó là B-shot. Lợi thế đã có rồi và Na'Vi có tận dụng được nó hay không thôi. G2 thì gần như họ bắn tràn hết ra xung quanh khu mid luôn. Bỏ trống cả hai sai. Nhưng mà giờ thì theo tham minh cũng sẽ phải ngó lại thôi. Và thậm chí Modigy đang phải bách hẳn với A luôn. Khi mà đã quá lâu rồi không thấy Na'Vi xuất hiện trên bản đồ nhỏ. Còn đối với Na'Vi, một bài đánh mà muốn chơi chậm rồi, họ sẽ ra mid nhưng Hunter đang vị trí rất là rất đẹp nha. Đây có thể sẽ là tình huống khoảnh khắc của round thiếu này và Hunter chỉ kịp cấu một chút máu đối phương thôi, rất đáng tiếc của pha nổ súng vừa rồi. Đi qua smoke luôn, trong tiếng này Simple đã là người nhanh nhanh hơn. Hunter hạ gục thành công với Electric thật đấy, nhưng đây sẽ từ 3v2 dành cho đội hình bên phía Na'Vi. Đi vào smoke và trong tiếng này đó là double kill dành Hunter. Quả lửa này đã lỗi rồi, Hunter vẫn đi qua được thoải mái. Nhưng nên nếu một điều đó Simple còn sống thì chưa thể nói trước bất cứ điều gì cả dành G2. Simple đã thực hiện rất nhiều những pha cắt khó tin nhưng đó không phải là pha này khi mà Hunter dễ dàng dứt điểm đi Simple thôi. Còn đối với các thành viên bên phía team Na'Vi hiện tại một mình Perfecto liệu có là đủ?
thời gian dành cho G2 cũng không còn nữa, và nếu muốn làm thì phải làm ngay, nên nhớ rằng họ không có smoke và sẽ phải là ngồi gỡ thẳng luôn. Perfecto chỉ nhìn ngay người gỡ là được, với giờ Perfecto bắt được Hunter thì thôi xong hết rồi, không tài nào gỡ được đâu. Alexi Bi ơi lao ra mà có mạng nào, và đó là cái chiến thắng dành cho bên phía team nào vì Hunter qua ra kill rồi vẫn thua đến bên phía Zichu từ vừa rồi, rất khó. 16 đều một loạt trận thi đấu, chúng ta thấy rằng có lẽ một overtime có thể vẫn là chưa đủ tầm với một trận đấu kinh như thế này. Đúng là một trận siêu kinh điển. Không hiểu vì sao trận đấu trước lại được đánh giá 5 sao, trong khi đó là vì Zichu chỉ là 3 sao. Thì đã bảo rồi, tại thứ hạng G2 thôi, còn Faye và em giờ toàn top ở trên hàng TV thì rõ ràng trận đấu đó được đánh giá 5 sao. Hốt qua trở lại với game đấu này thôi. Trận đấu đang cực kỳ nóng rồi, thì bên phía team G2 họ đang bắn rất đông A hiện tại, và chỉ có một mình Alexi Bi là người solo B, nhưng lần này Alexi Bi bắn ốp luôn nha. Không còn là một mình Monezy nữa rồi. Và để xem rằng với khẩu trên tay Monezy làm gì không, khi mà Na'Vi cũng đã tập trung rất đông người ở khúc lầu B. Round thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu overtime thứ nhất, đội hình bên phía team Zichu lần này thì đẩy luôn khúc Ram. Nico bắn cặp với cả vị trí của Zach Z. Và trong tình huống này nó sẽ là cực kỳ đẹp mà thôi, nhưng quan trọng nhất đó là bom site B cơ đang bách về luôn đến từ vị trí của Electronic, và đây chắc chắn sẽ tình huống muốn di chuyển dần lên lầu B và kể cả ra mid để kiểm soát dành cho Na'Vi. Vẫn đang là một round đấu rất chậm rãi đến từ cả đôi bên thôi, khi mà đến thời điểm hiện tại thì chưa có pha đấu súng nào cả. Alexi Bi đang là người đứng ladder và kề ngang sang khu vực tre, thì liệu rằng có bắt bớ được ai không đây. Boom Mic mà bước thêm hai bước nữa là nằm, và đúng là như vậy rồi, như một thói quen thôi, đều như vắt chanh thì Boom Mic. Entry Feeder, một cái role mới ở trong cái tựa game CSGO. Chật, 4 round thi đấu Boom Mic không thể đem về bất cứ một stat nào cả. Và đây rồi, double up đã phát huy sức mạnh. Monezy có cho mình thêm cả mạng của Beat nữa. Simple đang nhìn thấy chân, nhưng mà thôi, tham mình đó đã trôi qua. Nhưng ở đây Simple vẫn là người có mình lợi thế hơn, ngay tức đấm vào mồm và chỉ Alexi Bi với một khẩu Deagle. Còn trong cái double Victor đưa về một thế cân bằng khi headshot thêm cả Monezy. Biết rằng CT có người, và thời điểm này sẽ phải tự lo liệu trong bom CB dành cho Hunter. Chốt chặn cuối cùng là đây, không thể làm gì được trước vị trí Simple. Thôi xong rồi, 17-16 là những gì chắc chắn dành cho đội hình bên phía Na'Vi. Nico 1v3 với một túng retake bom B quá khó khăn. Bất kể Boom Mic đang hóa thân thành World Wii với các khúc lên thiên đàng đi chăng nữa, thì G2 vẫn không thể giành nổi chiến thắng. Và tạm thời sau lượt OT đầu tiên thì họ đang bị Na'Vi dẫn trước và cách biệt một round thi đấu, mặc dù là nhỏ nhưng rõ ràng rồi. Trong cái lượt thi đấu overtime thì một round đôi khi nó đã là quá đủ. Chúng ta đang nói vui rằng những round thi đấu gần đây thì đó là 6v4 dành cho bên phía team Zichu. Zichu vẫn để thua, rất đáng tiếc dành cho họ. 17-16, và liệu rằng G2 cố gắng đưa trận đấu về lượt overtime nhưng vẫn để thua hay sao đây? Một màn comeback tưởng như là trong mơ nhưng không. Và giờ thì mọi thứ thì vẫn đang ủng hộ Na'Vi thôi. First half Na'Vi đã để lỡ mất cơ hội kết thúc trận đấu, thì giờ họ đang cố gắng tìm kiếm lại cơ hội đó. 17-16, được thi đấu second half này, chúng ta đang thấy rằng đội hình bên phía team Zichu họ sẽ triển khai thành lối chơi đó chiếm mid đồ trước. Ốp kéo ra rất nhanh, cái timing nó đã qua rồi. Simple vẫn có thể ra được lòng mid và đang có tướng support flat luôn đến từ đội hình bên phía team Na'Vi để Simple có mình góc đứng đẹp. Cùng với đó là có thể lùi về hẳn trong bom site A. Vẫn đang là một tình huống tập trung ở A đến từ G2 thôi. Một cái bài đánh cơ bản nhưng họ đã áp dụng rất nhiều lần thành công ở trong lượt thi đấu chính thức rồi. Thì liệu rằng trong một cái round đấu quan trọng này thì có hiệu quả hay không? Khi mà tạm thời thì Na'Vi lực lượng trong A của họ rõ ràng là không đủ để chống cự lại một bài A đâu. Một A đến từ Boomish. Nếu là Boomish thì có lẽ nhiều bạn fan Zichu sẽ thấy vui. Không, đang không qua trong A cả. Tạm thời A đang clear dành cho G2. Nếu họ vào ngay bây giờ thì sẽ đặt thành công quả C4 thôi. Set bài rồi, và Boomish đang góc đứng phải bắn nhau đến chết. Boomish có mình một mạng gục rồi. Vẫn có thể nhấp nhả được nhưng không được khi mà ZZ bắt đầu đẩy vào. Còn bây giờ thì Simple cố gắng spam trong vô vọng với những làn smoke như thế này. Và chưa kể lại tiếng buff flash nữa. Đối phương bắt đầu tanh về thẳng của CT đến từ ZZ. Nhưng cần một tiếng support flash đây rồi, dễ dàng có mình cái mạng của Electric. Và đó double kill ZZ. 17 đều đã rất gần dành cho bên phía team Zichu. Simple và Beat rất khó khăn. Và bộ đội này vẫn đang cố gắng có cho mình một tướng để retake, nhưng gần như không thể làm gì được bởi vì 4v2
đối phương vào tất cả góc thi đấu đẹp, họ không có City. Và dấu đó là 17 đều. Trời ạ. Round thi đấu sau ai sẽ có một cái match point đây? Lại một round đấu mà có lẽ là các thành viên Na'Vi đã chủ động tự thua thôi, khi mà chính Eagle Leader của họ đã không sử dụng đúng cái tactic mà Na'Vi vạch ra những đấu gần đây. Bumix phải chết chai cơ thì Na'Vi mới thắng, chứ Bumix tự dưng là làm một đúng. Bumix có mạ. Không khác nào trường đoạn mà con Rocket Raccoon nó dạy con Groot không được bấm nút này. Simple cũng chỉ bảo Bumix là không được bấm nút bắn. Nhưng mà Bumix lại làm ngược lại, bắn thì thôi. Thua là xứng đáng đến từ Na'Vi trong round đấu vừa rồi. Don't push. Nhưng mà đã push đến từ vị trí của Bumix. Còn bây giờ thì ta thấy rằng nó lại là sự căng thẳng. Thật sự là như vậy, một trận thi đấu mà đầy xứng đáng. Nhiều người có thể nói rằng đó là BO1 chung kết sớm đấy. 17 đều và bây giờ đó sẽ là cái match point. Bunny cực kỳ dẻo để né đi viên đạn ốp vừa rồi đến tên Simple. Và sau đó không thể first pick được. Thì Nico ném thẳng khẩu ốp ấy đi. Bởi vì lượng tiền cũng là rất nhiều đến từ vị trí của Nico thôi. Không để cho đối phương có một tiếng đẩy ram nhặt lại ốp hay bất cứ điều gì cả. G2 đang bò cùng nhau ở trên lầu B, nhưng ở trong B hiện tại thì đang có Perfecto cũng như là Beat. Người bắn B thực sự là rất tin tài. Perfecto chưa tới đầu tiên nhưng vẫn có Beat cover đây. Và quả C4 đã rơi một vị trí khá khó khăn dành cho G2 rồi. Lao ra chặt thế nào đây hả Jack ơi? Beat có mạng thứ hai và Beat thậm chí có gọi là mạng thứ ba với quả nết ở trên tay. Quả nết nổ và đó là Simple chứ không phải Beat, chứ không sao cả. Modeji đổi một, Nico đổi đến hai, nhưng Simple đã gục Nico ngay sau đối tượng về. Đó là không còn gì cả cho G2 nữa khi mà Bumix cuối cùng cũng lên tiếng với một cái mạng hạ gục cực kỳ quan trọng. Maxboy gọi tên Na'Vi rồi và đây sẽ là cơ hội để họ làm nốt phần việc còn đang dang dở trong lượt thi đấu chính thức. Lại là Maxboy với Na'Vi. Kịch bản không khác gì ở lượt thi đấu chính thức cả. Một round thi đấu duy nhất thôi. Lượng tiền nó là quá nhiều. Thế lúc nãy chúng ta thấy một tình huống mà Nico buy op và sau đó vứt lại một khẩu AK ở nhà để có một tình huống first pick mid. Đó là điều hợp lý, không vấn đề gì cả đến từ đội hình bên phía Zichu. Và trong round thiếu này vẫn là câu chuyện ra mid dành về phía team Zichu. Còn Na'Vi ăn flash và sau đó sẽ phải lùi về thôi. Một round đấu mà G2 bắt buộc phải có được nếu như muốn chơi tiếp trong cái map theo Mirage này. Và để xem họ sẽ xử lý nó ra sao đây. Vẫn chỉ là chiếm top mid quãng thời gian ban đầu thôi. Và quan trọng hơn là sau đó thì họ sẽ từ mid đánh vào đầu cơ. Chạy short chăng? Nãy giờ thì họ cũng chưa chạy short quá nhiều. Có vẻ như là đi short thật rồi. Đang liên tục bò chuyền và bây giờ thì Flash búp ra trắng thật đấy. Nhưng có quá nhiều đối tượng để Electric có thể bắn được một mạng trong tình huống vừa rồi. Lửa cũng đang nhồi ra, Electric và Beat bắt đầu lùi về. Beat chắc chắn đã lộ với chính mình ra. Nhưng mà trong tình huống này Beat tay quá to. Đấm mồn rách thành công rồi. Perfecto vẫn đang trong bom xanh. Đó là double kill cho Beat. Perfecto headshot thêm cả Nico. Double kill cho Perfecto và hết dành cho đội hình BBC Chu. Chiến thắng gọi tên Na'Vi ở loạt thi đấu overtime với tỷ số là 19-17. Không phải 16-14 thì nó vẫn là 19-17 thôi. Cách biệt vẫn là hai round thi đấu dành cho Na'Vi. Và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng thôi khi ở trong những khoảnh khắc quan trọng nhất thì Simple và đồng đội đã lên tiếng kịp thời để dứt điểm G2 cũng như khẳng định vị thế của mình tại sân chơi VGL Major lần này. Một trận thi đấu BO1 phải nói quá đội hấp dẫn. Đó là trận giữa các thành viên bên phía Zichu cùng với đó các thành viên bên phía Na'Vi. Và chiến thắng đã gọi tên Na'Vi với tỷ số là 19-17. Rất căng thẳng. Và có lẽ anh em những fan của đội hình bên phía team Zichu đừng quá buồn. Các bạn vẫn còn đó là 4 lượt trận thi đấu nữa. Nếu mà phải cố gắng nhất thì cũng không sao cả. Cộng đồng fan hâm mộ G2 chưa bỏ G2 đâu. Chính xác. Và vừa rồi thì mình, Caster Hinova cũng như Fujin đã cùng anh em đồng hành hết cái BO1 cực kỳ cân não giữa G2 của Na'Vi rồi. Ngay bây giờ thì mình cũng như Fujin xin phép nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta quay trở lại với những trận đấu hấp dẫn tiếp theo trong buổi đêm ngày hôm nay.